Chương 1927, Cửu Đại Thiên Thư chi thể thư. Cửu Đại Thiên Thư chi thể thư sinh hoạt yên nguyên đi về phía trước, để cho chúng ta hướng phía trước xem đi. Gần đây tình tiết có rất nhiều đồng học nói tới thể chất vấn đề này. Tại Cửu Giới có 12 tiên thể, mà ở Đệ Thập Giới có tứ đại tiên huyết. Bởi vì Đệ Thập Giới đã không có người tu luyện tiên thể rồi, trừ phi là Cửu Giới đi lên người rồi. Tại sao phải không có người đi tu luyện tiên thể đâu này? nguyên nhân rất đơn giản tại ý nào đó đi lên kể tại thập giới tiên huyết so tiên thể trân quý hơn huyết thống là càng toàn diện nói thí dụ như tại đệ thập giới nếu như ngươi có được tiên thể như vậy thể chất cái kia nhất định là có được tiên huyết như vậy huyết thống bởi vì huyết thống là một cái toàn diện hệ thống chỉ cần ngươi có được loại này huyết thống cái này sẽ kể cả thiên phú thể chất hết thảy toàn diện phát triển mà ở cửu giới thể chất là một cái một mình hệ thống, tại lúc này một cái hệ thống, huyết thống hệ thống là so thể chất hệ thống càng phổ biến. Vậy thì nhường có một ít đồng học đang hỏi, tiên thể thuộc thế nhưng mà do thể thư diễn hóa mà đến đấy. Chẳng lẽ với tư cách cửu đại thiên thư, thể thư cứ như vậy nhược? Kỳ thật thực sự không phải là như thế, đây là liên quan đến công pháp hệ thống nguồn gốc, đồng thời công pháp hệ thống nguồn gốc cũng sẽ liên quan đến cửu đại thiên thư hình thức. Cửu Đại Thiên Thư là sỏ xuyên qua toàn bộ dòng sông thời gian, tại đi qua kỷ nguyên chúng tồn tại qua, trong tương lai kỷ nguyên, cũng yên nguyên tồn tại, chỉ có điều, từng cái kỷ nguyên tồn tại hình thức không đồng dạng mà thôi. Tại cửu giới, tại nơi này kỷ nguyên ở bên trong, mở ra tiên đế công pháp hệ thống, toàn bộ tu luyện hệ thống tổng cộng có 17 cái đẳng cấp. Tại nơi này hệ thống trong mở ra thể thư, thể thư thì là theo 12 tiên thể hình thức mở ra. Tại đệ thập giới, chỉ muốn thời gian mà nói, chỉ sợ đệ thập giới so cửu giới càng cổ xưa, đệ thập giới công pháp hệ thống rõ ràng cho thấy có khác với cửu giới hệ thống, tuy nhiên là đệ thập giới công pháp hệ thống cũng giống nhau là 17 cái đẳng cấp. Nhưng, theo tu luyện mà nói đệ thập giới hệ thống thì càng thêm rộng khắp, càng thêm toàn diện. Tự lấy cửu giới thiên địa tinh khí cùng đệ thập giới hỗn động khí đến so sánh với cửu giới tu sĩ thôn nạp thiên địa tinh khí Đệ thập giới tu sĩ thôn nạp chính là hỗn động khí, mà hỗn động khí so thiên địa tinh khí càng thuần túy. Cho nên, trong này đưa đến một vấn đề, tại cửu giới sáng lập một cái công pháp hệ thống thời điểm, cái này bản thiên thư bị mở ra, theo 12 tiên thể hình thức mở ra, cho nên tự kêu là thể thư, mà ở đệ thập giới, cái này bản thiên thư thì là theo mặt khác một loại phương thức mở ra. Nếu như trong tương lai lý thất giả khai sáng một cái công pháp hệ thống, vậy ý nghĩa, cái này bản thiên thư lại đem sẽ theo mặt khác một loại phương thức mở ra. Đây cũng chính là nói. Tại từng cái kỷ nguyên, cửu đại thiên thư đều có bất đồng phương thức mở ra, cái này kỷ nguyên công pháp hệ thống quyết định lấy cửu đại thiên thư mở ra phương thức. Chương 1927, lại trèo lên hảo vọng giác. Loại vật này, chẳng lẽ liền đại đế tiên vương đều mang không đi sao? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tề lâm đế nữ cũng không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem hảo vọng giác, nở nụ cười một chút, nói ra, loài vật này là cần cơ duyên đấy, nếu như đại đế tiên vương muốn cưỡng đoạt mà nói, không nhất định là một chuyện tốt, có đôi khi sẽ đưa tới nhất định nhân quả. Lại nói, nơi này là tham tác chi địa, coi như là đại đế tiên vương cũng không nhất định làm được chân chính đẩy ngang hết thảy phải biết. Tham tác chi địa là một cái lại một cái kỷ nguyên còn sót lại, đây là dòng sông thời gian mảnh vỡ, người có thể tưởng tượng một chút, tại một cái lại một cái kỷ nguyên về sau, như vậy kỷ nguyên mảnh vỡ yên nguyên có thể còn sót lại, tại một cái lại một cái kỷ nguyên về sau, vẫn là không cách nào bắt bọn nó hủy diệt, chúng bản thân tựu là rất khủng bố, cho nên cho dù đại đế tiên vương, cũng không nhất định có thể cưỡng đoạt chi, cho dù có đại đế tiên vương có thể đẩy ngang, cũng không nhất định là dính vào như vậy nhân quả. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn tệ lâm đế nữ đồng dạng. Nói ra, đối với đại đế tiên vương mà nói, thiên tru một mực treo cao tại trên đỉnh đầu, càng cường đại đại đế tiên vương, bọn hắn thiên tru càng là gấp gáp, thậm chí có thể nói thiên tru chỉ cách bọn họ gan tất mà thôi, chỗ dính nhân quả càng nhiều, vậy càng nguy hiểm. Thiên tru nghe nói như thế, tệ lâm đế nữ trong nội tâm vì đó rùng mình, chỉ cần đã trở thành đại đế tiên vương, đều là không cách nào tránh khỏi thiên tru, thậm chí liền thượng thần đều đồng dạng có thiên tru, đây là một cái mười phần nhường người kính sợ chủ đề. Cho nên nói, lúc một vị đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế hắn đang chịu tải thiên mệnh càng nhiều, hắn bản thân càng cường đại, bọn hắn cố kỵ thì càng nhiều, bởi vì thiên tru một khi lắng xuống, muốn lẫn tránh đều khó, một khi thiên tru chân chính chém xuống rồi, như vậy liền coi ngươi là, là có được 12 cái thiên mệnh đều giống nhau là tan thành mây khói. Lý thất giả từ từ nói, đây cũng là vì cái gì thiên mệnh thiếu đại đế tiên vương cố kỵ thiếu đi càng nhiều, mà địa vị cao đại đế tiên vương, đặc biệt là 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương, trên căn bản là giấu giếm mặt, bởi vì bọn hắn cố kỵ nhiều lắm. Nghe thế buổi nói chuyện, Tề lâm đế nữ cũng hiểu được có đạo lý, như 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương, như thế đế, như huyền đế, như nhất dịp tiên vương, bọn hắn đều không có lộ qua mặt, không muốn nói là đời sau hoặc là bình thường cường giả đồn đại nói, tự là bình thường đại đế tiên vương, đều rất khó gặp đến thế đế bọn hắn loại này đỉnh phong đại đế tiên vương. Thiên tru, có lợi cũng có tệ. Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ít nhất nhường đại đế tiên vương bọn hắn trốn ở tham tác chi địa, bọn hắn có thể sống càng lâu, nếu như bọn hắn hành tẩu trên thế gian. Giống nhau là chịu không được dài dằn dặc năm tháng đánh bóng. Nghe nói có khi đại đế tiên vương cũng sẽ đào móc tham tác chi địa. Tề lâm đế nữ không khỏi tò mò hỏi. Không phải có khi, trên thực tế đại đế tiên vương chưa từng có định chỉ qua đối với tham tác chi địa đạo mốc. Lý thất giả vừa cười vừa nói, tham tác chi địa rộng lớn vô biên, có rất nhiều địa phương vẫn chưa có người nào đặt chân qua. Đại đế tiên vương tại thăm dò, chỉ là rất nhiều người nhìn không tới mà thôi. Bất quá khi đại đế tiên vương cường đại tới trình độ nhất định về sau, chỗ thăm dò nhiều lần thứ sẽ ít đi rất nhiều. Trừ phi là đặc biệt mê người đồ vật rồi, nếu không, bọn hắn là sẽ không dễ dàng động đấy. Tham tác chi địa thật là có trảm đế sinh linh. Đã trầm mặt một chút, tề lâm đế nữ cũng không khỏi nhẹ giọng hỏi, đặc biệt là mười đầu thiên mệnh ở trên đại đế tiên vương. Trên thực tế, như vậy truyền thuyết nàng nghe qua, nhưng không dám khẳng định, bởi vì tại rất nhiều người trong suy nghĩ đại đế tiên vương là vô địch đấy, đặc biệt là chịu tải mười đầu ở trên đại đế tiên vương, trừ bọn họ ra tự mình, chỉ sợ là trên thế gian tầm đó vô địch rồi, nhưng có đồng đãi nói. Quản chi là như vậy đại đế tiên vương, yên nguyên có bị chém giết. Đối với như vậy truyền thuyết, tề lâm đế nữ trong nội tâm là bán tính bán nghi, nàng khó với tưởng tượng như vậy sinh linh đến tột cùng là thế nào tồn tại. Có, hơn nữa không ít. Lý thất giả từ từ nói, đây cũng là vì cái gì đem làm đại đế tiên vương cường đại tới trình độ nhất định bên trên đào móc nhiều lần thứ sẽ thiếu đi rất nhiều rất nhiều, sẽ không dễ dàng động thủ người muốn người khác trân phẩm mà người ở trong mắt người khác cảm giác không phải là đại bổ chi vật người quấy nhiễu người khác năm tháng sau ngủ chỉ cần vừa xuất hiện chính là muốn trả giá thật nhiều đấy cái kia chính là cần đại bổ còn có cái gì so đại đế tiên vương càng bổ đấy nghe được lời như vậy tề lâm đế nữ cũng không khỏi đánh một cái lạnh run đặc biệt là lý thất giả dạ cái loại này ánh mắt nàng càng là có một loại sợn hết cả gai ốc cảm giác Vô địch đại đế tiên vương, cái này có khả năng trở thành người khác trong miệng đại bổ chi vật. Chuyện như vậy suy nghĩ một chút đều khiến người cảm thấy khủng bố, cái này đều khiến người không khỏi cảm giác sợ nổi da gà. Theo đại đế tiên vương với tư cách đại bổ chi vật. Như vậy sinh linh đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào, đến cỡ nào nhường người kinh hãi. Đi, chúng ta đi xem một chút đi. Lý thất dạ nhìn xem hảo vọng giác, từ từ nói, cũng nên dẹp loạn rồi nói xong chậm rãi đạp không mà lên, hướng hảo vọng giác mà đi. Tề lâm đế nữ thở sâu thở ra một hơi, phục hồi tinh thần lại, lập tức đi theo. Đuổi kịp lý thất dạ về sau, nàng không khỏi nhẹ nhàng mà nói ra, lớn như thế động tĩnh, sẽ có đại đế tiên vương đến đoạt bảo sao. Trong này không như ngoại giới, tại phàm thế giữa, đại đế tiên vương không muốn xuất thế, cũng không muốn hành tẩu. Bởi vì thiên tru treo cao, nhưng là tham tác chi địa tựu không đồng dạng rồi, thường thường có một ít đại đế tiên vương là hành tẩu ở tham tác chi địa đấy. Đại đế tiên vương đến thì đã có sao? Lý thất giả bình thản vừa cười vừa nói, nếu như là ta nhìn trúng đồ vật, muốn nhúng tay vào ai đến đều không có, cái kia nhất định là của ta vật trong bàn tay, ai dám ngăn cản, giết không tha. Lý thất giả cái này bình thản mà nói nhường người không khỏi đánh rùng mình một cái, đổi lại là người khác, sẽ cho rằng lý thất giả là cùng vọng vô tri, khẩu xuất cùng ngôn, nhưng tề lâm đế nữ lại nghĩ tới càng sâu cấp độ. Lý thất dạ như thế tự tin, dám nói trảm bất luận cái gì đại đế tiên vương, cái kia lý thất dạ chân thân đến tột cùng là thế nào tồn tại đâu này, là thế nào một tôn cự đầu đâu này. Theo bọn hắn lão tổ tông tề lâm tiên vương đế chỉ đến xem, lý thất dạ chân thân chỉ sợ là tại phía xa bọn hắn lão tổ tông phía trên. Phải biết, bọn hắn lão tổ tông tề lâm tiên vương đã là một vị có được 10 cái mệnh cung tám đầu thiên mệnh đại đế tiên vương rồi, có thể nói hắn tại đại đế tiên vương trong cũng coi như mà được địa vị cao tiên vương rồi, cho dù không bằng dạ lâm tiên vương như vậy kinh diễm. Nhưng ở đại đế tiên vương trong yên nguyên có không nhỏ phân lượng. Nhưng bọn hắn lão tổ tông yên nguyên như thế trịnh trọng, vậy thì ý nghĩa lý thất giả dạ địa vị thật là rất dọa người, Vậy thì nhường tệ lâm đế nữ không khỏi nghĩ đến một cái khả năng một vị có được 12 cái thiên mệnh tồn tại. Nhưng khi kiếp này giữa có được 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương có thể đếm được trên đầu ngón tay, có được 12 cái thiên mệnh yên nguyên sống đến bây giờ đấy, chỉ có bốn người, tề lâm đế nữ càng nghĩ, không cách nào đem trước mắt lý thất dạ cùng bất luận cái gì một vị đại đế tiên vương chống lại số. Vậy thì nhường tề lâm đế nữ trong nội tâm lưu lại rất nhiều nghi hoặc, Lý thất giả chân thân đến tột cùng là ai? Tại lý thất giả mang theo tề lâm đế nữ đạp vào hảo vọng giác thời điểm, nhau nhau có không ít cường giả đã là trên háng hảo vọng giác rồi, trong đó đa số cường giả là vạn cổ hào bên trên người sống sót, cũng có một ít là bên ngoài nghe thấy chạy đến cường giả. Tuy nhiên vừa mới xảy ra 10 phần khủng bố tai nạn, nhưng là yên nguyên có rất nhiều cường giả nhìn không được lại một lần nữa mạo hiểm đạp vào hảo vọng giác, nguyên nhân rất đơn giản bảo vật động nhân tâm. Đối với tham tác chi địa người có kinh nghiệm cũng biết. Đại tai nạn xuất hiện, tự nương theo lấy có tuyệt thế chi vật xuất hiện, vậy thì ý nghĩa cái này sẽ có một cái tuyệt thế vô song cơ duyên. Nếu như có thể đạt được như vậy tuyệt thế vô song cơ duyên, vậy sẽ là cả đời được ích lợi vô cùng. Đúng là bởi vì như thế, quản chi biết rõ hảo vọng giác có thật lớn nguy hiểm, yên nguyên có rất nhiều giàu có mạo hiểm tinh thần cường giả lại một lần nữa đạp vào tham tác chi địa lúc này đây nhất định là đào ra tiên vật, không phải vậy sẽ không kiếp nổ khủng bố như vậy tai nạn. Vạn cổ hào vị kia người sống sót theo như lời có người đào ra một kiện đồ vật sự tình đã sớm truyền ra. Lúc này đây tai nạn là cấp bậc hạng nặng nha, tại đây hảo vọng giác muốn phát sinh như vậy tai nạn đều chuyện không thể nào. Theo ghi lại đến xem, hoặc là chỉ có cái kia một lần tai nạn mới có thể cùng lúc này đây cùng so sánh. Có một vị thế hệ trước hóa thạch sống nói ra, cái kia một lần trong tai nạn đồn đại chiến vương thế gia đã nhận được một cổ phi tiên hài cốt lúc này đây bị đào lên đồ đạc chỉ sợ sẽ không kém tại cổ kia phi tiên hài cốt đây chính là trấn tộc cấp bậc bảo vật nghe được dạng thuyết pháp này càng nhiều người tim đập thình thịch rồi chiến vương thế gia chính là có được một môn ngũ đế truyền thừa nha năm đó bọn hắn trong này đã nhận được một cổ phi tiên hài cốt nó liền thành vì chiến vương thế gia trấn tộc chi bảo thử nghĩ một chút một môn ngũ đế truyền thừa, bọn hắn thế nào bảo vật đều không có, vậy mà dùng một cổ phi tiên hài cốt coi như trấn tộc chi bảo, cái này có thể tưởng tượng cái này phi tiên hài cốt là cỡ nào khủng bố rồi. Hiện tại hảo vọng giác lại một lần nữa đã xảy ra cái này nhất cấp cái khác tai nạn, lúc này nhường hết thảy người sống sót tràn đầy mơ màng, nếu như nói tự mình có thể được đến loại này cấp bậc tiên vật, đó là hạng gì cơ duyên nha. Cả đời được ích lợi vô cùng. Đúng là bởi vì tiên vật hấp dẫn, nhưng rất nhiều người chẳng quan tâm tử vong uy hiếp, đều nhao nhao lần nữa trên hán hảo vọng giác. Tại tai nạn tiến đến trước kia, hảo vọng giác còn náo nhiệt vạn phần, có ngàn vạn tu sĩ trong này ngắm cảnh, đào móc, tầm bảo, còn có rất nhiều tu sĩ trong này bày quầy bán hàng buôn bán. Hiện tại hảo vọng giác là một mảnh tĩnh mịch, trên mặt đất phủ kín một tầng lại một tầng thay khô, cái này vô số cổ thay khô chỉ còn lại có da cốt, toàn thân huyết khí đều bị rút được không còn một mảnh. Chứng kiến cái này vô số cổ thay khô bị rút cạn hết thảy tinh huyết. Cái này nhiều người xem sợ nổi da gà, bước vào hảo vọng giác, tự cho người một loại bước vào thi hại ảo giác. Cho dù trên mặt đất đã là phủ kín vô số cổ thay khô, y nguyên ngăn không được tất cả mọi người tiến về trước đoạt bảo nhiệt tình, cho nên thỉnh thoảng có thể chứng kiến có thân ảnh sẽ qua trên không, bọn họ đều là vội và hướng hảo vọng giác ở trong chỗ sâu tiến đến. Tề lâm đế nữ đi theo lý thất dạ bên người, chứng kiến cái này vô số cổ thay khô, nàng cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nàng nhìn kỹ những này thay khô, phát hiện những này thay khô trên thân có rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Hết thảy huyết khí đều là từ nơi lỗ nhỏ trong bị hút ra đi ra đấy, là cường đại không gì sánh được hấp lực bắt nó hút ra đi ra đấy. Cuối cùng là vật gì? Vậy mà có thể như thế hút khô tất cả mọi người huyết khí? Tề Lâm Đế Nữ cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, nói ra, chẳng lẽ đây là dựa vào hút máu sinh linh sao? Chương 1928, hiến tế. Nhìn thoáng qua trên mặt đất khô thi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, đó cũng không phải cái gì sinh linh, đây chỉ là một loại cổ xương nghi thức, như vậy một cái cổ xương nghi thức bị người lại một lần nữa móc ra mà thôi. Đem làm như vậy cổ xương nghi thức một lần nữa hiện thế thời điểm, nó phải cần hiến tế. Hiến tế, nghe thấy dạng một cái từ, tệ lâm đế nữ trong nội tâm thì có một loại bất an báo hiệu, đây tuyệt đối không phải cái gì hảo thơ, trong nội tâm nàng cũng không khỏi vì đó rùng mình, nói ra, đây là theo sinh mệnh đến hiến tế sao? Cái này có cái gì kỳ quái? Lý thất dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói ra, không nói những cái kia không cách nào ngược dòng tìm hiểu kỹ nguyên, tựu là chúng ta chỗ kỷ nguyên, tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, từng có quá bao nhiêu hiến tế đâu này, đây là chẳng có gì là sự tình, đối với một loại chút ít cường đại tồn tại mà nói, sinh mệnh như dung dế, trăm vạn hay là ngàn vạn, cái kia chẳng qua là con số mà thôi, không có gì khác nhau. Lý thất dạ như vậy phong khinh vân đạm mà nói, nhường tề lâm đế nữ trong nội tâm run sợ một chút, cái này nhường trong nội tâm nàng có chút bất an, có chút truyền thuyết nàng tại lúc còn rất nhỏ liền nghe qua, đây chẳng qua là theo câu chuyện đến nghe mà thôi, nhưng hiện tại theo lý thất dạ như vậy tồn tại trong miệng nói ra, cái kia hết thảy đều không đồng dạng rồi, đã từng một ít chỉ là tại trong câu chuyện sự tình, nó là chân chính phát sinh qua. Ngàn vạn sinh mệnh hiến tế sao? Tề lâm đế nữ không khỏi thì thào nói. Đại hung sự tình, cho tới bây giờ không ngừng qua, quá khứ là như thế, tương lai là như thế, hoặc là tại ngươi sinh thời có thể chứng kiến loại chuyện này phát sinh lý thất giả bình thản nói cái này cái này không có người ngăn lại sao tề lâm đế nữ tâm thần trầm xuống không khỏi hỏi mặc dù nói mọi người đều biết lúc tu sĩ cường đại tới trình độ nhất định về sau một hồi chiến tranh tựu là hủy thiên diệt địa nhưng loại này chiến tranh đa số tại bầu trời chỗ bộc phát hơn nữa hiến tế cùng chiến tranh lại là mặt khác một sự việc theo ngàn vàng sinh mệnh đến hiến tế đây là cỡ nào chuyện kinh khủng đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Có một số việc đến nhất định tình trạng, tất cả quét trước cửa tuyết mà thôi, lúc tự mình cũng khó bảo toàn thời điểm, ai sẽ có người đi quản người khác việc đâu đâu, huống chi là dung dế. Lý thất dạ nhàn nhạt nói, đối với những cái kia đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại mà nói. Trăm vạn phàm nhân cùng ngàn vạn phàm nhân, cái này có khác nhau sao? Đều là dung dế, đây chẳng qua là số lượng đồng dạng thật giống như ngươi phóng hỏa đốt đi một cái rừng rậm, ngươi sẽ quan tâm ngươi là chết cháy một trăm vạn con kiến hoặc qua người là ngàn vạn con kiến. Lý thất giả nói như vậy nhưng tề lâm đế nữ không khỏi đã trầm mặt một chút, nếu như nàng thật sự phóng hỏa đốt đi một cái rừng rậm, nàng sẽ đi so đo là chết cháy trăm vạn con kiến hoặc là ngàn vạn con kiến sao? Nhưng, hiến tế chính là ngươi. Đã trầm mặt một hồi lâu, tề lâm đế nữ không khỏi nói ra, cùng chúng ta là đồng dạng sống sờ sờ người nếu như đổi lại là ta ta sẽ đi so đo đó là bởi vì ngươi còn không có đứng ở đó cái đỉnh vậy thì như chết cháy con kiến đồng dạng nếu như ngươi là một con kiến ngươi nhất định sẽ quan tâm chết cháy trăm vạn con kiến còn là ngàn vạn con kiến nhưng ngươi bây giờ là người ngươi là sẽ không đi so đo chết cháy đến tột cùng là trăm vạn con kiến còn là ngàn vạn con kiến đúng vậy nghe được lý thất giả nói như vậy về sau tề lâm đế nữ không phải không thừa nhận lời này tuy nhiên là tàn khốc nhưng không thể không khiến người đi chịu tải phóng hỏa đốt đi ung tùng nàng đích thật là sẽ không đi so đo đến tột cùng là chết cháy trăm vạn con kiến còn là ngàn vạn con kiến nhưng là nếu như hiến tế chính là người nàng tắt thì sẽ đi quan tâm tắt thì sẽ đi so đo bởi vì nàng là người nếu như nói đem làm đứng tại đỉnh cao nhất thời điểm như vậy vô thường tồn tại chỉ sợ xem bọn hắn như vậy tu sĩ cũng chẳng qua là dung dế mà thôi có ai sẽ quan tâm dung dế chết bao nhiêu đâu này hiến tế ngàn vạn đây chẳng qua là tiểu đã tiểu nháo mà thôi lúc một cái kỷ nguyên muốn lúc kết thúc sinh mệnh đã là không đáng một đồng rồi ngươi là phạm nhân cũng tốt là tu sĩ cũng thế thậm chí là đại đế tiên vương tại lớn như vậy thế phía dưới đều lộ ra miểu tiểu tại lúc kia không muốn nói là ngàn vạn coi như là ức vạn vậy cũng chẳng qua là số lượng mà thôi nói đến đây Lý Thất Dạ nhàn nhạt liếc nhìn Tề Lâm đế nữ một cái, tiếp tục nói: "Vì mình sinh tồn, sẽ có tồn tại có thể tế mất thiên địa, tế mất vạn vật sinh linh." Cửu giới cũng tốt, Thập Tam Châu cũng thế, cái kia chẳng qua là bọn hắn sống tạm xuống dưới từng chút chất dinh dưỡng mà thôi, cái kia chẳng qua là tại bọn hắn buông tay đánh cược một lần thủ đoạn mà thôi. "Cái này, cái này, điều đó không có khả năng a." À, lý Thất Dạ nói như vậy nhường Tề Lâm đế nữ phương tâm rung lên một cái không khỏi thấp giọng nói, tế mất thiên địa, tế mất vạn vật sinh linh, tế mất cửu giới thập tam châu, cái này, điều này sao có thể? Thế gian không có gì không có khả năng. Lý thất giả nở nụ cười một chút, nhàn nhạt nói, nhìn một cái tham tác chi địa những này tàn nhẫn a, à, chúng chẳng qua là nguyên một đám kỷ nguyên mảnh vỡ mà thôi. Vừa mới ta theo như lời đấy, tự là đã từng phát sinh qua, ở đằng kia không thể ngược dòng tìm hiểu kỷ nguyên bên trong có tồn tại đã từng tế mất toàn bộ thế giới, hơn nửa chuyện như vậy không ngớt chỉ phát sinh qua một lần mà thôi. Lý thất giả cái này buổi nói chuyện nhường tệ lâm đế nữ toàn thân triệt hàng. Nàng không khỏi đánh một cái lạnh run, tế mất một cái thế giới, ức vạn sinh linh cái kia chẳng qua là tế phẩm mà thôi, nghĩ vậy dạng một mạng, tệ lâm đế nữ không khỏi vì đó sợn hết cả gai ốc. Cái này, cái này quá tàn nhẫn. Cuối cùng tề lâm đế nữ không khỏi nhẹ nhàng mà nói ra với tư cách tu sĩ đặc biệt là với tư cách đế thống tiên môn truyền nhân nàng đương nhiên minh bạch thế đạo tàn nhẫn cũng minh bạch đại đạo vô tình tử vong là chuyện rất bình thường thậm chí như diệt môn diệt phái chuyện như vậy tại thập tam châu mỗi một ngày cũng sẽ ở trình diễn nhưng đây chẳng qua là tu sĩ ở giữa mạnh được yếu thua mà thôi nhưng là đem toàn bộ thế giới coi như tế phẩm chuyện như vậy tề lâm đế nữ muốn cũng không dám đi đa tưởng đại đạo vốn vô tình nhân tình cái kia chẳng qua là nhân tâm lý thất dạ cười cười nhìn xem tề lâm đế nữ từ từ nói nhớ kỹ thế gian chưa bao giờ tồn tại chú cứu thế không muốn đem hy vọng ký thác vào chú cứu thế trên thân muốn nhảy ra cái thế giới này vậy hãy để cho tự mình trở nên mạnh mẽ tề lâm đế nữ đã trầm mặc một hồi lâu cuối cùng nàng ngẩng đầu nhìn qua lý thất dạ thần thái rất chân thành nói ra nếu là kỷ nguyên đem sụp đổ công tử đem sẽ như thế nào làm đâu này tề lâm đế nữ cái kia rất nghiêm túc thần thái nhưng lý thất dạ không khỏi nở nụ cười nói ra kỳ thật ngươi có thể nói càng trực tiếp một điểm ngươi có thể nói thẳng nếu như kỷ nguyên đem sụp đổ ta có thể hay không đem toàn bộ thế giới tế mất lý thất dạ đem lời chọn được như thế trực tiếp tề lâm đế nữ có chút xấu hổ nhưng nàng không nói lời nào vẫn là nghiêm túc nhìn qua lý thất dạ yên tâm đi ta sẽ không tế mất cái thế giới này lý thất giả cười cười nói ra ta chỉ biết chiến đến cuối cùng tử vong đối với ta mà nói không có gì đáng sợ đấy nếu như ta đã thất bại tử vong đối với ta mà nói đó là một loại giải thoát ta lại không cần thiết sống tạm hậu thế cần gì muốn tế mất một cái thế giới lý thất giả nói như vậy nhường tề lâm đế nữ âm thầm thở dài một hơi bởi vì lý thất giả như vậy vô thường tồn tại liền bọn hán thủy tổ cũng như này tôn kính Nói không chừng hắn thật sự có như vậy năng lực. Nhưng Lý Thất Dạ mà nói lại để cho Tề Lâm đế nữ trong nội tâm rung lên một cái, một cái chí cao vô thượng tồn tại, là thế nào kinh nghiệm sẽ để cho hắn cảm thấy tử vong là một loại giải thoát đâu này. Trong lúc đó, nàng cảm thấy trong này có nàng không cách nào hiểu không thể thừa nhận chi trọng. Không cần dùng cao hứng. Tại Tề Lâm đế nữ thở dài một hơi thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói: cho dù ta sẽ không tế mất cái thế giới này nếu là kỷ nguyên đem sụp đổ cái này cũng sẽ có người làm chuyện này đấy cái này cái này chuyện không thể nào tề lâm đế nữ phục hồi tinh thần lại không khỏi bật thốt lên nói ra cái thế giới này chỉ sợ sẽ không có ai làm sự tình như vậy coi như là thế đế bọn hắn cũng thủ hộ lấy tự mình chủng tộc tề lâm đế nữ thốt ra nói ra nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý đấy nếu như nói tại đây thế giới có ai tế mất cửu giới thập tam châu mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái loại này đứng tại đỉnh phong bên trên đại đế tiên vương rồi. Ví dụ như thế đế, ví dụ như huyền đế, ví dụ như nhất diệp tiên vương hoặc là cũng chỉ có 12 thiên mệnh đại đế tiên vương liên thủ mới có năng lực như thế. Nhưng là theo tề lâm đế nữ, cái này là chuyện không thể nào, bất luận là thế đế cũng tốt, còn là nhất diệp tiên vương, bọn hắn đều không phải là người như thế mặc dù nói thần, mà, thiên tam tộc đại đế từng cùng bách tộc tiên vương đều bộc phát qua chiến tranh, nhưng bọn họ đều là vì mình chủng tộc sinh tồn. Có thể nói, thế đế bọn họ đều là vì chính mình chủng tộc mà chiến, bọn hắn đều thủ hộ lấy tự mình chủng tộc, bọn hắn không có khả năng sẽ tới mất tự mình thủ hộ lấy chủng tộc. Thế gian hắc ám, không phải ngươi cái này cấp độ có khả năng xem tới được đấy, cũng không phải bình thường đại đế tiên vương có thể xem tới được đấy. Lý thất dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, coi như là thiển lão đầu, có một số việc cũng không phải hắn có khả năng thao túng đấy, cho dù hắn muốn thủ hộ tự mình chủng tộc, có nhiều thứ hắn cũng là khó với đi cải biến đấy. Vì cái gì? Tề lâm đế nữ không khỏi vì đó kinh ngạc một hồi. Cũng không phải nói nàng ít ngồi đáy giếng, nhưng như thế đế như vậy tồn tại, đã là trên thế gian vô địch rồi, ngoại trừ thiên tru, chỉ sợ không có gì có thể làm gì được hắn rồi. Cái này không phải ngươi cái này cấp độ có khả năng biết đến, cho dù có một ngày ngươi có thể trở thành đại đế tiên vương rồi, cũng không nhất định có tư cách biết rõ, trừ phi ngươi cường đại tới trình độ nhất định rồi, hoặc là gia nhập thiên quyền về sau, ngươi có thể hiểu được một ít. Đương nhiên, các ngươi tề lâm đế gia đại đế tiên vương cũng không có khả năng gia nhập thiên quyền. Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thiên quyền nghe cái này danh tự, tề lâm đế nữ trong nội tâm hút một hơi hơi lạnh, Nàng nghe qua, Thiên Quyền, đây là thập tam châu cường đại nhất, kinh khủng nhất một cái đoàn thể. Truyền thuyết Thiên Quyền là thiên tộc xưa nhất một cái đoàn thể, về phần cái này đoàn thể là dùng cái gì hình thức tồn tại, vậy thì không được biết, Tề Lâm đế nữ từng nghe trong gia tộc lão tổ đề cập qua, coi như là thiên tộc bình thường đại đế đều không có tư cách gia nhập Thiên Quyền, đồng đại nói chỉ có có được 10 cái đầu thiên mệnh ở trên đại đế mới có tư cách gia nhập Thiên Quyền. Thiên Quyền Tự như thiên tộc tiêu chí đồng dạng, lúc một cái thiên tộc đệ tử cường đại tới trình độ nhất định sẽ hiển hiện như vậy một cái dấu hiệu. Quyền thiên, đồng thời là thập tam châu cao nhất quyền lực biểu tượng, nó là thập tam châu cường đại nhất đoàn thể một trong, thậm chí có thể nói nó so thập tam châu bất kỳ một cái nào để thống tiên môn đều cường đại hơn, đều muốn khủng bố. Chương 1929, cự bia. Thiên quyền, nó cường đại đến để cho người không cách nào tưởng tượng, thậm chí về thiên quyền là lúc nào thành lập đều để cho người không cách nào đuổi theo tố, truyền thuyết thiên quyền thành lập so bất kỳ một cái nào để thống tiên môn còn muốn cổ xưa. Thiên quyền tuy nhiên nhân số rất ít, nhưng nó cường đại đến nhường bất luận kẻ nào đều sẽ kính sợ, bởi vì chỉ có có được 10 đầu thiên mệnh ở trên tồn tại mới có thể gia nhập thiên quyền, bình thường đại đế muốn gia nhập thiên quyền đều không có tư cách kia thiên quyền cụ thể có cái nào đại đế tiên vương gia nhập. Ngoại giới rất ít người biết rõ, nhưng có thể khẳng định chính là tại đương thời bên trong trưởng chấp thiên quyền chính là uy danh hiển hách thế đế. Thiên quyền vừa ra, muôn đời vô địch. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, tề lâm đế nữ không khỏi nhẹ nhàng nói ra. Thiên quyền, cái tên này uy lực quá lớn, coi như là bình thường đại đế tiên vương đều nói chuyện chi biến sắc, về phần tiểu tu sĩ càng là kính sợ có phép thế gian nào có muôn đời vô địch. Lý thất giả tùy ý nở nụ cười một chút, nói ra, nếu như nói thiên tộc có thiên quyền, chúng ta bách tộc có tiệt thiên. Bách tộc tiệt thiên. Nghe nói như thế. Tề lâm đế nữ phương tâm không khỏi vì đó chấn động, nàng cũng không khỏi hai mắt phát sáng lên, nói ra, tiệt thiên tiên đế, đều là thất phẩm ở trên. Có chút truyền thuyết không nhất định chuẩn. Lý thất giả cười nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, bất quá, tiệt thiên tiên đế nếu là xuất chiến, thiên quyền cũng phải nghĩ lại. Tại thập Tam Châu có một câu như vậy lời nói, thiên tộc có thiên quyền, bách tộc có tiệt thiên, đúng là bởi vì chúng ở giữa danh tự cây kim tương đối, nhưng đời sau rất nhiều người cho rằng cái này hai cái thập Tam Châu bên trên cường đại nhất đoàn thể là đối địch đoàn thể. Đương nhiên là thực không giả không được biết. Tiệt thiên, cái này đoàn thể đồn đã nói do bác chân tiên đế sở kiến, về sau đã trải qua vô số thời đại, đã từng có không ít kinh tài tuyệt diễm cửu giới tiên đế gia nhập tiệt thiên, hơn nữa đồn đãi nói gia nhập tiệt thiên cửu giới tiên đế đều là thất phẩm ở trên. So sánh với uy danh hiển hách thiên quyền đến, tiệt thiên tương đối là điều thấp một ít, tại bên ngoài có nghe đồn nói tiệt thiên hiện tại do hạo hải tiên đế cầm quyền. Công tử, tiệt thiên mạnh cỡ bao nhiêu đâu này? Cùng thiên quyền so sánh với, thắng bại như thế nào? Nghe được lý thất giả nói như vậy cái này nhường tề lâm đế nữ trong nội tâm tràn ngập tò mò. Thiên quyền là thuộc về thiên tộc cao nhất đoàn thể, mà tiệt thiên cũng là bách tộc cao nhất vũ lực biểu tượng một trong, vậy thì nhường tề lâm đế nữ đối với tiệt thiên tràn ngập tò mò. Mặc dù nói bọn hắn tề lâm đế gia thủy tổ tề lâm tiên vương là một vị có được tám đầu thiên mệnh tiên vương, nhưng không có gia nhập tiệt thiên, bởi vì vì muốn tốt cho tiệt thiên như chỉ có cửu giới tiên đế gia nhập, cụ thể là thế nào tình huống, tề lâm đế nữ một cái vạn bối cũng không rõ ràng lắm. Loại vật này khó mà nói. Lý thất già dạ cười cười. Ánh mắt thâm thúy, nói ra, thiên quyền thành lập quá cổ xưa rồi, hơn nữa nó sau lưng ý nghĩa cũng không phải ngươi có khả năng lý giải đấy. Đương nhiên, tiệt thiên chỗ dám ra tiệt thiên, cũng không phải dễ trêu đấy. Bác chân tiên đế với tư cách yêu tộc vị thứ nhất tiên đế, năm đó hắn dám đứng ra thành lập tiệt thiên, cái này cũng đã đầy đủ nói rõ tiệt thiên nội tình. Bát chân tiên đế, chính là từ một gốc bát chân trúc thành đạo, trong cửu giới hắn là yêu tộc vị thứ nhất tiên đế, hắn cũng là kỳ trúc sơn thủy tổ, hắn đăng lâm để thập giới về sau, tại dài dằng dặc năm tháng tu luyện về sau. Cuối cùng hắn thành lập tiệt thiên như vậy một cái đoàn thể, cái này đoàn thể đồn đại nói gia nhập đều là thất phẩm ở trên cửu giới tiên đế. Nghe nói như thế, tề lâm đế nữ cũng hiểu được có đạo lý, thiên quyền chi long nhường bao nhiêu tồn tại kính sợ không gì sánh được nếu như năm đó bác chân tiên đế bọn hắn cũng không đủ nội tình dám đem mình đoàn thể đặt tên là tiệt thiên sao đây quả thực là đang khiêu khích thiên quyền nếu như tiệt thiên cái này đoàn thể không đủ cường đại chỉ sợ sớm đã bị thiên quyền tiêu diệt như vậy dài dòng buồn chán năm tháng đi qua tiệt thiên yên nguyên vẫn tồn tại vậy thì ý nghĩa sự cường đại của nó rồi ta còn nghe nói qua có một cái thanh mộc minh. Sau một lát, tề lâm đế nữ nhìn không được hiếu kỳ, nói với Lý Thất Dạ. Đi thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, không đề cập tới thanh mộc minh sự tình, nói ra, ngươi lại tiếp tục lề mà lề mề, cho dù có bảo vật đều bị người cướp đi. Bị Lý Thất Dạ một nhắc nhở, tệ lâm đế nữ mới phát hiện tốc độ của bọn hắn không có cảm giác chậm lại, rất nhiều đằng sau chạy đến tu sĩ cường giả đã sớm vượt qua bọn hắn rồi, cấp tốc xông vào hảo vọng giác ở trong chỗ sâu. Lúc này Lý Thất Dạ đã bước nhanh hơn. Tề lâm đế nữ cũng đành phải đem đối với Thanh Mộc Minh rất hiếu kỳ để ở một bên, bề bộn là nhanh bước đuổi kịp Lý Thất Dạ. Rất nhanh, tề lâm đế nữ theo sau Lý Thất Giả dạ tiến nhập hảo vọng giác ở trong chỗ sâu, lúc bọn hắn đến thời điểm, đã có rất nhiều tu sĩ cường giả ngừng ở lại nơi đó rồi. Chỉ có điều những này đã đến tu sĩ cường giả không dám tới gần, chỉ là xa xa xem chừng. Bọn hắn dừng lại tại các nơi, có người đứng trên không trung, có người đứng trên đỉnh núi cao, cũng có người thừa chu tới. Đem làm tệ lâm đế nữ theo sau lý thất giả đứng tại một cái ngọn núi phía trên thời điểm. Lúc nàng vừa nhìn thấy trước mắt cảnh tượng thời điểm, nàng cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy trước mắt một mảnh biển xương, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là trắng xóa một mảnh, cái này trắng xóa sắc điệu đó là bởi vì trải tại trên mặt đất toàn bộ là xương trắng tại đây đã từng là một mảnh mặt đất trong này từng là dãy núi phập phồng hữu thần phong cao ngất có muốn khe sâu âm u cũng từng có đại gian lao nhanh nhưng là hiện tại trước mắt chỉ có xương trắng bất luận là núi cao còn là thâm cốc toàn bộ bị vô số xương trắng chỗ chôn kỹ rồi trắng xóa mặt đất phủ kín xương trắng cái này đã vô số tại đây xương trắng đến tột cùng có bao nhiêu rồi vô số xương trắng thế nào đều có có cự như núi hài cốt cũng có cùng hình người tại tiểu nhân hài cốt hơn nữa hết thảy xương trắng bên trong không những về phần hình người hài cốt có chữa trường trăm dặm cự mãn chi cốt cũng có cao như thần nhạc hung vượng chi xương cốt càng là có tiểu như nắm đấm loại bò sát chi thi bất luận kẻ nào chứng kiến trước mắt cái này mênh mông một mảnh xương trắng trong nội tâm cũng không khỏi đánh một cái lạnh run trong này đến tột cùng là chết bao nhiêu sinh linh tại đây mênh mông thi cốt bên trong có một khối cự bia cao ngất cái này khối cự bia độ cao xuyên thẳng mây xanh cực lớn không gì sánh được hình như là có thể chọc xé trời không đồng dạng. Cái này khối cự bia toàn thân đen như mực, hơn nữa là hoàn toàn tự nhiên, tự như là một khối hắc ngọc đồng dạng, như vậy một khối đen như mực cự bia tự hồ không có bất kỳ tạo hình, trời sinh đã là như thế. Cự trên tấm bia khắc vào có rậm rạp chằng chịt phù văn, cái này phù văn cực kỳ cổ xưa, cổ xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, cho dù kiến thức trọng tu sĩ cường giả cũng không biết cái này cự trên tấm bia phù văn nhưng lại nhìn kỹ thời điểm, những này rậm rạp chằng chịt phù văn không giống như là hậu thiên khắc vào đi lên đấy, giống như thủ nó là rung sợ thiên địa mà thành đại đạo phù văn. Lớn như vậy đạo phù văn toàn thân ám kim, thỉnh thoảng có nhàn nhạt ám kim sáng bóng chấp động, lúc như vậy ám kim sáng bóng chấp động thời điểm, có thể khiếp người hồn phách, nhưng cường giả đều trong nội tâm rung lên một cái, đối với nó là sinh lòng ý sợ hãi. Cái này cực lớn tấm bia đá là trút tại một cái cổ đàn phía trên, cổ đàn không biết rõ theo gì thần thạch chỗ triệt, cả tòa cổ đàn hiện lên màu xám. Thoạt nhìn mười phần thô ráp, hơn nửa trúc xây cổ đàn nham thạch tầm đó có không nhỏ khe hở, tựa hồ lúc đầu xây như vậy một tòa cổ đàn thời điểm mười phần gấp gáp đồng dạng, xây được vội vàng. Lúc này đã có rất nhiều cường giả chạy đến, bọn hắn chứng kiến trước mắt như vậy một màn, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Tại đây ta không là lần đầu tiên đến nha, trước kia tại đây không phải như thế, những này vô số hài cốt là từ đâu đến hay sao có một vị lão tu sĩ chứng kiến trước mắt một màn này thời điểm cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh lại giật mình lại ngoài ý muốn nói ra chỉ sợ là từ dưới đất xuất hiện đấy có một vị cường giả ngồi vạn cổ hào cường giả nói ra nghe nói là có người đào ra một vật sau đó tự toát ra như vậy một phương thiên địa hẳn là xúc động cái gì cấm kỵ a à? trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người đều là ngươi xem ta ta xem ngươi đấy mặc dù mọi người cũng không biết trước mắt cái này khối tấm bia đá là cái gì, nhưng chứng kiến trước mắt cái này mênh mông biển xương, tất cả mọi người minh bạch đây không phải cái gì nơi tốt. Võ thành chủ bọn hắn cũng tới. Đứng tại trên ngọn núi, tề lâm đế nữ vừa nhìn, chứng kiến người quen. Không khỏi thì thào nói. Lúc này không chỉ là võ phượng ảnh đến rồi, tự là liền tần bách lý cũng tới, bọn hắn tất cả cứ một cái ngọn núi, ánh mắt chầm chầm vào cái kia khối cao ngất nhập thiên tấm bi đá, bọn họ đều là xuất thân từ đế thống tiên môn, kiến thức cực lớn, xem xét đã biết rõ cái này khối tấm bi đá khó lường, giá trị không thể khô lường, cho nên bọn hắn đều muốn đem cái này khối tấm bi đá đem tới tay. Khó lường nha! Chứng kiến cái này khối tấm bi đá, lý thất dạ cũng không khỏi một đôi mắt chầm chầm vào, cẩn thận mà đem trên tấm bi đá phù văn phỏng đoán một phen. Thì Thào nói, cùng nó so sánh với đến, băng vũ cung cái kia một khối chẳng qua là phế liệu mà thôi. Nhân hoàng giới băng vũ cung cũng có được lấy một khối cực kỳ tại ba tấm bia đá, cái này khối tấm bia đá chính là băng vũ tiên đế đoạt được, bị đặt tên là tiệt thiên bia. Lý thất giả đương nhiên là bái kiến cái này khối tiệt thiên bia rồi, bất quá chứng kiến trước mắt cái này khối tấm bia đá thời điểm, lý thất giả biết rõ cái này khối tấm bia đá xa xa không phải tiệt thiên bia có khả năng so sánh với đấy. Đây là vật gì? chứng kiến cao vút trong mây tắm bia đá, tệ lâm đế nữ không khỏi hỏi. Một cái cổ xưa không gì sánh được tế đàn. Lúc này lý thất giả ánh mắt đã rơi vào cổ đàn phía trên, chứng kiến cái này cổ đàn về sau, ánh mắt của hắn thật lâu không cách nào dời, tự hồ cái này cổ đàn so về cao vút trong mây tắm bia đá đến càng hấp dẫn người đồng dạng. Rất nhiều người xem xét, đều sẽ bị tắm bia đá hấp dẫn, bởi vì tấm bia đá không ngớt cực lớn, không chỉ là như một khối mặt ngọc, càng quan trọng hơn là trên tấm bia đá đại đạo phù văn nhượng bất luận cái gì có một điểm kiến thức người xem xét, đều sẽ minh bạch cái này phù văn trong dấu bên trên vô thượng áo nghĩa. Nhưng lúc này lý thất dạ lại bị cái kia thô ráp không gì sánh được cổ đàn hấp dẫn, tựa hồ cái này cổ đàn bên trong có dấu lấy bí mật rất lớn đồng dạng. Tế đàn Nghe nói như thế, tề lâm đế nữ trong nội tâm không khỏi vì đó rùng mình, nhẹ nhàng mà nói ra, là tế sống cái chủng loại kia tế đàn sao. Vậy thì khó mà nói rồi. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, loại vật này được xưng tụng là hoàn toàn tự nhiên, về phần nó là dùng tới làm gì, không tại ở nó bản thân, mà là đang tại sử dụng người của nó. Cái này rất giống một thanh lợi kiếm đồng dạng, nếu như dùng nó đến giết người như ngoé. Cái kia chính là một kiện hung khí, nếu như dùng để nó thủ hộ sinh mệnh, cái kia chính là một kiện thần khí. Khí không tốt xấu, ở chỗ người Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, tiếp tục nói, nó đã khả năng dùng để tế sống, cũng có thể dùng để đảo tế. Chương 1930, thôn phệ hút máu. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, cũng hiểu được là đạo đạo, Tề Lâm đế nữ không khỏi nhẹ gật đầu, lúc này nàng cũng nghiêm túc nhìn xem cao lớn không gì sánh được tấm bia đá trong này lấp đầy trắng xóa một mảnh xương khô, những này xương khô xem xét liền biết là thuộc về xa xôi niên đại. Bất quá tại đây mênh mông đống xương trắng phía trên có một ít khô quắc da cốt, xem xét đã biết rõ những ngưỡng người này vừa mới chết không lâu đấy. Ngay tại tất cả mọi người đều quan sát trước mắt cái này tòa cự đại tắm bia đá thời điểm. Có một vị cường đại lão già không khỏi nói ra, đây là một phương khó lường tế đàn, nếu là có thể có được, nhất định có thể tế thần luyện ma. Vì lão giả này có không nhỏ uy danh, lúc nghe được hắn nói như vậy, thời điểm phụ cận không ít tu sĩ đều gật đầu đồng ý cái nhìn của hắn. Muốn động thủ sao? Nếu là đem cái này tế đàn mang về, nói không chừng sẽ trở thành bảo vật trấn phái. Có tuổi trẻ cường giả chứng kiến cái này tòa cự bia, nhìn không được kích động, hận không thể hiện tại tự xung phong liều chết giết qua. Đừng vội, xem trước một chút. Trưởng bối đè xuống kích động đệ tử trẻ tuổi, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra, này bi chính là đại hung, vừa mới long giảng hà hoàng vốn là muốn thử, nhưng lại đã thành một cổ gia cốt, đó chính là hắn thi thể. Nói xong hắn hướng xương khô chồng chất bên trên một ngón tay, chỉ thấy chỗ đó nằm một cổ gia cốt, nó trên thân sim y là long bào, xem xét liền biết hắn khi còn sống là một vị hoàng giả. Long giảng hà hoàng đều chết như vậy rồi hả? Chứng kiến này là gia cốt, kích động người trẻ tuổi không khỏi hút một hơi hơi lạnh bởi vì hắn là nghe long giảng hà hoàng truyền kỳ lớn lên đấy, không có nghĩ đến lúc này đã là hóa thành một cổ thây khô. Trên thực tế, tại vừa mới từng có không ít cường giả muốn đem cái này cực lớn tấm bia đá lấy làm hữu dụng, nhưng lại bị kéo ra hết thảy huyết khí, hóa thành vô số cổ thay khô. Kể từ đó, khiến cho kẻ đến sau không thể không cẩn thận, không dám tới gần trước mắt cái này tòa cự đại tấm bia đá, để tránh chính mình cũng bị rút cạn huyết khí. Ta ngược lại không tin tạ nhìn thấy ở đây tất cả mọi người đều sống chết mặt bay, đều là xa xa suy nghĩ cái này cực lớn tấm bia đá, rốt cục một vị cường giả thiếu kiên nhẫn rồi. Đây là một vị tóc trắng xóa lão già, hắn mặt màu tím lông bào. Lông bào bên trên có theo ngũ trảo kim long dương nanh múa vuốt, mười phần uy vũ, vị lão giả này con mắt mười phần sáng ngời, đồng tử xanh lam chuyển tím, tự như hóa thành tím mắt đồng dạng. Tử Vân Hoàng muốn ra tay rồi chứng kiến vị lão giả này tốt thiếu kiên nhẫn rồi có không ít người nhận ra lai lịch của hắn thấp giọng nói tử vân hoàng thế nhưng mà ma tộc hảo thủ một thân đế thuật xuất thần nhập hóa xem ra hắn là cầm đế binh tới chứng kiến vị lão giả này lúc này cũng dám tùy tiện ra tay có người thấp giọng nói vị này tử vân hoàng tại thanh châu cũng là có không nhỏ uy danh hoàng giả xuất thân từ đế thống tiên môn thuộc về ma tộc thực lực thập phần cường đại hắn đồng tử do xanh lam chuyển tím tự tốt nhất biểu tượng. Ma tộc đệ tử có một cái đặc thù, đồng tử của bọn hắn là xanh lam đấy, đem làm cường đại tới trình độ nhất định về sau, đồng tử sẽ do xanh lam chuyển tím, càng cường đại màu tím lại càng sâu, đồn đại nói có được ma phong huyết thống ma tộc, sẽ có được một đôi hoàng hoàng đồng tử. Lúc này vị này tử vân hoàng thở một hơi thật dài, hướng xương khô chồng chất đạp đi, hắn chậm rãi hướng tế đàn đi đến, Lúc này hắn huyết khí phóng ra ngoài. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, huyết khí như cầu vồng. sau đó tại trong tiếng nổ vang chỉ thấy hắn hết thảy huyết khí hóa thành tử khí, nghe được, ô, một tiếng rồng ngâm, huyết khí của hắn hóa thành một đầu tử long, xoay quanh cho hắn quanh thân, theo che chở lấy hắn. Chứng kiến tử vân hoàng hướng tế đang đi đến, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi thật sâu hô hít một hơi, tất cả mọi người muốn nhìn xem xét tử vân hoàng có thể không thành công. Tư, tư, tư. Lúc này một hồi rất nhỏ thanh âm vang lên, tại tử vân hoàng sắp sửa tới gần tế đàn thời điểm trên người hắn huyết khí không bị khống chế. Từng sợi máu tươi từ thể trong thân thể bảo tố ra, giống như có cường đại vô cùng lực lượng muốn đem huyết khí của hắn theo trong cơ thể hút ra đồng dạng. Định tử vân hoàng quát khẽ một tiếng, nháy mắt toàn thân tách ra hào quang, để uy dân lên, thi triển đại đế chi thuật, theo một tiếng rồng năm không dứt bên tai, từng miếng đại đế phù văn hiển hiện đại đế phù văn trọng vô lượng từng miếng đại đế phù văn nháy mắt khắc ở xoay quanh tại tử vân hoàng bên người tử long trên thân oanh một tiếng vang thật lớn tử long nháy mắt chiên phát vô thượng đế uy tựa như định thủ càng không động dạng muốn ổn định tử vân hoàng cái kia bị hút ra huyết khí quả nhiên lúc đế uy bộc phát thời điểm tử vân hoàng cái kia hút ra huyết khí quả thật chính là đình trệ một chút tự hồ hắn vô song đế thuật ổn định huyết khí của mình đồng dạng. Chứng kiến như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi thầm khen một tiếng, đế thuật tự là đế thuật, không hổ là do đại đế sáng chế vô thượng chi thuật, quy lực tuyệt luân. Tư, tư, tư. Ngay tại liền tử vân hoàng chính hắn đều thở dài một hơi nháy mắt, đột nhiên huyết khí của hắn bảo tát, từng sợi máu tươi tiêu xạ mà ra, nếu như nói vừa mới hút ra huyết khí chỉ là cẩn thận thăm dò mà nói, Hiện tại từng sợi máu tươi tiêu xạ thời điểm, cái kia chính là hút máu. Nghe được tư, một thanh âm vang lên, tại huyết khí tiêu xạ trong khoảng thời gian ngắn, Tử Vân Hoàng thân thể thoáng cái khô quắc, làn da khô héo, hiện đầy nếp nhăn, hắn thoáng cái già rồi hơn 10 tuổi, tại ngắn ngủi thời gian ở trong hắn bị kéo ra hơn phân nửa huyết khí. Khai mở, lần này mới vừa rồi còn tin tưởng 10 phần Tử Vân Hoàng bị dọa sợ, điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng diễn biến đế thuật, muốn lui ra ngoài nhưng ở thời điểm này hắn mới phát hiện mình căn bản là xa pháp lui lại, giống như có tuyệt thế vô cùng hấp lực đồng dạng mút lấy hắn đi lên phía trước. Căn bản là không cách nào lui về phía sau chút nào. Lại, tử vân hoàng bị dọa đến sắc mặt bạc màu, điên cuồng hét lên một tiếng, nháy mắt tế ra một kiện đế binh, đây là một kiện tử binh phẩm chất tiên thiên đế binh, nghe được, quanh, một tiếng vang thật lớn, đế uy tàn sát bừa bãi, cái này đế binh hóa thành một kiện áo giáp, mặc ở tử vân hoàng trên thân, muốn vì tử vân hoàng trấn thủ huyết khí. Tư, một thanh âm vang lên, máu tươi tiêu xạ, ngay tại tử vân hoàng mặc vào đại đế áo giáp thời điểm vẫn không có hiệu quả gì, áo giáp tự như lưới sa đồng dạng, làm sao có thể lưu được huyết khí trôi qua đây này. Tử vân hoàng huyết khí xuyên qua áo giáp, nháy mắt tiêu xạ mà ra, tự hồ loại này hút ra lực lượng đối với đại đế áo giáp trấn thủ là miễn dịch đồng dạng. Không giờ khắc này tử vân hoàng bị dọa mộng rồi, nhưng cái này hết thảy đều đã đã muộn, theo ta, hét thảm một tiếng tiếng vang lên, nghe được, phốc, một thanh âm vang lên, tử vân hoàn toàn thân tinh huyết bị nháy mắt hút ra, loại này hấp lực quá kinh khủng, nháy mắt đem hết thảy máu tươi từ tử vân hoàng trong cơ thể rút ra, tử vân hoàng thân thể tựa như cái sàn đồng dạng, người không biết còn tưởng rằng bị cái gì đánh xuyên qua thành rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Tại trong nháy mắt tử vân hoàng hóa thành một cổ thay khô, chỉ còn lại có da cốt. Tư, tư, tư chảy xuôi thanh âm vang lên chỉ thấy tử vân hoàng bị hút ra đi ra toàn thân máu tươi chảy xuôi tại cổ đàn phía trên máu tươi theo cổ đàn bên trên khe hở chảy xuôi một mực chảy đến trước tấm bia đá nghe được tư một thanh âm vang lên hết thảy máu tươi chôn vùi thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi tự hồ đây là một tấm bia đá nháy mắt đem hết thảy máu tươi hút khô đồng dạng tại ngắn mũi thời điểm ở trong xuất thân từ đế thống tiên môn tử vân hoàng liền thành một cổ thay khô thậm chí liền đại đế đạo binh đều không thể thủ hộ ở hắn, như vậy một mạng nhượng rất nhiều người xem sợ nổi da gà, điều này thật sự là quá kinh khủng. Ở đây rất nhiều người cũng không khỏi suy nghĩ một chút tự mình, so về tử vân hoàng đến, tự mình thì như thế nào đâu này. Coi như mình so tử vân hoàng càng cường đại hơn, nhưng là không giống tử vân hoàng như vậy có được đại đế đạo binh. Tử vân hoàng liền đại đế đạo hoàng đều không thể che chở, điều này thật sự là quá kinh khủng chứng kiến như vậy một mạng tề lâm đế nữ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh nói ra cái này cũng quá mạnh đi à nha tại đại đế đạo binh che chở phía dưới thậm chí ngay cả chút nào phản kháng lực lượng đều không có cái này cùng mạnh yếu không quan hệ lý thất dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra cái này là một loại thiết lập binh khí cùng thực lực của chính mình không xứng đôi cái này đem khiến cho đại đế đạo binh bị miễn dịch nếu như hắn dùng tự mình bổn mạng đạo binh đến bảo vệ tánh mạng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tại đây tế đang trước kia, lúc trấn thủ lực lượng cùng lực lượng của mình xứng đôi thời điểm, mới có thể để cho ngươi chân mệnh thủ được huyết khí của mình. Đây là cái gì đạo lý? Tề lâm đế nữ không khỏi tò mò nói ra. Cái này tự muốn hỏi lúc ấy bắt nó thành lập người rồi, vậy thì muốn xem hắn lúc ấy là muốn tế cái gì? Lý thất giả dạ cười nhạt một tiếng, từ từ nói. Chứng kiến Tử Vân Hoàng cứ như vậy chết rồi, cái này nhiều người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặt, cho dù tại vừa mới kích động người cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi, liền đại đế đạo binh đều thủ không được, bọn hắn đi lên cũng giống nhau là tự tìm đường chết. Thú vị. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặt thời điểm, có một thanh âm vang lên, cái thanh âm này không hề hống sáng, nhưng lại như kim thạch đồng dạng đập vào tất cả mọi người tâm thần phía trên. Lúc này ở một cái ngọn núi bên trên xuất hiện một vị lão già, vị lão giả này ăn mặc một thân áo xám, lúc hắn một đôi mắt mở ra nháy mắt, cho người thời gian ngược lại trôi qua cảm giác. Vị lão giả này đứng ở nơi đó giống như là một tòa cự nhạc đồng dạng, tự hồ cả người hắn cũng có thể trấn trụ một phương thiên địa đồng dạng. Thượng quan thượng thần chứng kiến vị lão giả này, có người tôn kính quát to một tiếng. Có cùng vị lão giả này cùng thế hệ thế hệ trước tu sĩ chứng kiến hắn cũng không khỏi có chút hâm mộ, nhẹ nhàng mà nói ra, nhìn một cái thời đại, thượng quan độ rốt cục bước qua này đạo khảm, rốt cục đã trở thành một tôn thượng thần rồi. Trước mắt vị lão giả này tên là thượng quan độ, là một vị thượng thần, hắn sống ở một cái đằng trước thời đại, thiên phú tư chất đều bình thường, nhưng hắn trọn vẹn nhìn một cái thời đại, bước qua đạo thiên cảnh giới cùng thượng thần ở giữa đạo kia khảm, rốt cục đã trở thành một tôn có được một cái đồ đằng thượng thần thượng quan thượng thần ra tay thử một lần. Có người không khỏi lớn tiếng kêu lên. Trong khoảng thời gian ngắn người ở chỗ này đều nhìn xem thượng quan, bất luận thế nào nói, thượng quan độ đều là một vị thượng thần, quản chi hắn chỉ là có được một cái đồ đằng, hắn đều là một tôn thượng thần. Có thể nói đạo thiên cảnh giới cường giả, quản chi là đạo thiên cảnh giới chí tôn, cùng một vị thượng thần so sánh với, coi như là chỉ có được một cái đồ đằng, trong này đạo cách là khó với đền bù đấy. Lúc này rất nhiều người đều muốn nhìn một chút thượng quan đồ có thể hay không rung chuyển cái này tấm bia đá. Lúc này thượng quan đồ cũng là hai mắt sáng ngời. Tự như một vòng mặt trời bình thường, biến thành không gì sánh được nóng rực, tốt không thể nghi ngờ hỏi, trước mắt thượng quan đồ cũng thoáng cái đối với cái này tấm bia đá cảm thấy hứng thú. Chương 1931, Tần Bách Lý ra tay ngược lại có thể thử một lần. Tại không ít tu sĩ mong ngóng phía dưới, thượng quan đồ cũng ý tứ, dù sao trước mắt cái này tấm bia đá đích thật là nhất tông khó lường bảo vật, huống chi hắn cũng muốn thử một lần thực lực của mình. Ông, một tiếng, tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó, thượng quan đồ nháy mắt bước ra, tốc độ của hắn quá là nhanh, trong một chớp mắt theo trên ngọn núi vượt đến trước tấm bia đá. Tại một bước phía dưới, thượng quan đồ phá vỡ không gian khoảng cách Mặc dù nói tại hắn mở ra nhịp chân nháy mắt không gian lực lượng hiển hiện. Nhưng với tư cách thượng thần hắn lại phá vỡ không gian lực lượng trói buộc, một bước bước đi qua, nháy mắt đứng rồi trước tấm bia đá. Thượng quan độ một bước liền đứng ở trước tấm bia đá, cái này nhường không ít người thầm giật mình, cho dù từng cùng thượng quan độ cùng thế hệ cao thủ đều không tháng phục không được, thượng thần tựu là thượng thần, đã có được bọn hắn có khả năng địch nổi thực lực riêng là dựa vào chiêu thức ấy đánh vỡ không gian lực lượng trói buộc thực lực, đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng so sánh với đấy. Tư một thanh âm vang lên. Ngay tại thượng quan độ một bước đạp tại trước tấm bia đá thời điểm, nháy mắt có khủng bố không gì sánh được hấp lực xuất hiện, nháy mắt huyết khí bão tố ra, từng sợi tơ, cái này khủng bố không gì sánh được hấp lực muốn đem thượng quan độ hết thảy huyết khí hút khô không phải lực lượng đến rồi chứng kiến thượng thần đồ tại đây nháy mắt là từng sợi tơ máu tươi bão tố ra cũng có tu sĩ không khỏi hét to một tiếng vì đó lo lắng hư lúc này thượng quan đồ hừ lạnh một tiếng nghe được phanh một thanh âm vang lên tại đây trong một chớp mắt thượng quan đồ huyết khí nội liễm giống như hắn thoáng cái mất đi hết thảy huyết khí đồng dạng tại thạch hỏa điện quan tầm đó hắn toàn thân huyết khí sụp xuống hết thảy tinh huyết đều hướng trong cơ thể của hắn co rút lại nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, thượng quan độ cái kia vốn là bị hút ra bên ngoài cơ thể máu tươi theo huyết khí của hắn bên trong sập, vậy mà tại đây trong một chớp mắt bị hắn thu trở về, từng sợi tơ tinh huyết bị hắn rút về trong cơ thể. Một màn này thoạt nhìn là mười phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng là thượng quan độ đi làm đến rồi, cái này nhường không ít người thầm giật mình. Thượng thần tựu là thượng thần nha, quản chi là một cái đồ đằng thượng thần, đều mười phần được rồi không được nha chứng kiến thượng quan đồ vậy mà ổn định huyết khí của mình cái này nhường không ít người chấn động đồng thời cũng là bội phục hâm mộ cái này là cường giả cùng thượng thần ở giữa chênh lệch loại này chênh lệch là một đầu không cách nào vượt qua cái hào động thu tại ổn định huyết khí của mình về sau thượng quan đồ cũng không dám lúc này ở lâu tuy nhiên hắn còn không rõ ràng lắm cái này cổ đàn là cái gì với tư cách thượng thần hắn trực giác nói cho hắn nơi này tuyệt đối là mười phần nguy hiểm tại đây trong một chớp mắt, thượng quan đồ thi triển thần thông, bàn tay che trời, hướng cái này tòa cự đại tấm bia đá chọc tới, hắn muốn cưỡng ép đem tấm bia đá trút mang đi. nhưng là lúc thượng quan đồ đem cực lớn tấm bia đá nắm trong tay thời điểm, tấm bia đá không chút nào bất động, tự như mọc rễ đồng dạng, căn bản là không cách nào bắt nó rút. khai mở thượng quan đồ không tin tạ, điên cuồng hét lên một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, tại đây trong một chớp mắt thượng quan đồ huyết khí lại một lần nữa bộc phát, đồ đằng hiển hiện. Chỉ thấy đó là một đầu bàn bạc đại đạo, tự như là thần mãn chiếm giữ, phun ra nuốt vào tầm đó có thể đại thực bát phương, nó có thể nháy mắt đem trong thiên địa lực lượng nuốt vào chiếm thành của mình. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đợt tiếng oanh minh âm, thượng quan đồ huyết khí điên cuồng tăng vọt, cả người hắn biến thành cao lớn không gì sánh được. Thân thể thoáng cái biến thành so trước mắt cái này tòa tấm bia đá còn muốn cao lớn, ở thời điểm này, hắn tự như cự nhân đồng dạng hai tay một mực giữ ở tấm bia đá. Quanh một thanh âm vang lên, ở thời điểm này theo thượng quan độ dùng sức nhổ thời điểm. Cực lớn không gì sánh được tấm bia đá đông đưa một chút. Muốn thành công không? Nhìn thấy tấm bia đá đông đưa một chút, tất cả mọi người đều không khỏi một đôi mắt mở sâu sắc đấy, nhìn xem cao lớn không gì sánh được thượng quan đồ. Lúc này thượng quan độ thân thể mười phần cao lớn, Lúc hai tay của hắn chặt chẽ chế trụ tấm bia đá thời điểm, Quảng chi là cao vút trong mây tấm bia đá, trong tay hắn đều tự như một gốc cỏ non đồng dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy theo cự nhân tư thế thượng quan độ rút lên cái này tòa tấm bia đá cũng không thành vấn đề. Lên, lúc này thượng quan độ lại điên cuồng hét lên một tiếng, hắn độ đang biến thành sáng chói, thần uy bộc phát, hắn tựu là một tôn cao cao tại thượng cự thần, lực lớn vô lực, nếu là mặt đất có hoàng, hắn thậm chí liền mặt đất đều có thể nhấc lên oanh 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 tại thượng quan đồ dùng sức nhổ thời điểm cực lớn tấm bia đá lắc lắc lung lay vài xuống xem ra thượng quan đồ thật sự muốn thành rồi thượng thần ra tay quả thật phi phạm tấm bia đá này chỉ sợ sẽ trở thành hắn vật trong túi thấy như vậy một màn cùng thượng quan đồ cùng đời cường giả không khỏi vì đó hâm mộ nói ông một thanh âm vang lên ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng thượng quan độ có thể đem tấm bia đá nhổ đi nháy mắt, đột nhiên trên tấm bia đá cái kia màu vàng nhạt phù văn đột nhiên sáng lên một cái. Tại đây chút ít màu vàng nhạt phù văn đột nhiên sáng lên thời điểm, nghe được suy, suy, suy thanh âm vang lên, chỉ thấy từng sợi kim quang nháy mắt như là bắn thấu cái gì đồng dạng, ngay sau đó nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, thượng quan độ hết thảy huyết khí như vỡ đê đồng dạng, toàn bộ đều thoáng cái bại đê hết thảy huyết khí chạy như điên mà ra oanh 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 tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó thượng quan đồ toàn thân huyết khí như vỡ đê hồng thủy đồng dạng lao nhanh mà ra tại trong tiếng nổ vang hết thảy huyết khí đều không hề bị thượng quan đồ chỗ khống chế toàn bộ đều xông về tấm bia đá không thượng quan đồ sắc mặt đại biến vì đó hoảng sợ trường trống một tiếng hắn độ đằng hung hăng nện xuống tại đây trong một chớp mắt hắn là dốc sức liều mạng rồi hắn muốn dùng đồ đằng nền khai mở tấm bia đá, muốn ngăn lại máu tươi của mình lao nhanh mà ra. Thử nghĩ một chút, một tôn thượng thần đồ đằng hung hăng nện xuống. Quy lực kia là bực nào to lớn, cái này tự như là giống như là một khỏa cực lớn không gì sánh được tinh cầu nện xuống đồng dạng, tự như muốn đem toàn bộ hảo vọng giác nện đến nát bấy đồng dạng, cái kia một hồi thật sự là quá trung động rồi, hết thảy tu sĩ cường giả đều bị dọa được hải hùng khiếp vía phanh một tiếng vang thật lớn đồ đằng hung hăng nện ở trên tấm bia đá nhưng mà tấm bia đá là dáng sừng sững bất động không chút nào tổn hại ngược lại nghe được răng rắc thanh âm vang lên thượng quan đồ đồ đằng xuất hiện từng đạo khe hở Quanh, một hồi nổ mạnh tại đây trong một chớp mắt khủng bố thôn phệ lực lượng phong quyển tàn vân nháy mắt đem thượng quan đồ hết thảy huyết khí thôn phệ đi qua thử nghĩ một chút một vị thượng thần huyết khí là cỡ nào bàn bạc là cỡ nào mênh mông nhưng là tại đây nháy mắt hết thảy huyết khí đều bị thoáng cái thôn phệ được không còn một mảnh. Không khi tất cả huyết khí bị cắn nuốt mất thời điểm, thượng quan độ kêu thảm một tiếng, tại nháy mắt hắn bị hấp thành thay khô, coi như là thượng thần hắn đều không chịu nổi, mất đi hết thảy tinh huyết, liền chân mệnh đều bị rút cạn, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hắn một mạng hô ô. Hóa thành thay khô. Nghe được đùng một tiếng, thượng quan độ thi thể rơi xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có da cốt mà trên tấm bia đá ám kim phụ văn lúc này yên nguyên nhảy nhấp nháy lấy quan mang nhàn nhạt, nó giống như là một đầu cực lớn không gì sánh được hồng hoang hung thú đồng dạng, quản chi nó là cắn nuốt thượng quan độ mênh mông vô lượng huyết khí, vẫn là một bộ vẫn chưa thỏa mãn dáng dấp, liếm láp trăng nanh. Chứng kiến thượng quan đồ dĩ nhiên cũng làm như thế vẫn lạc, tất cả mọi người đều không khỏi sợn hết cả gai ốc, đây chính là một tôn thượng thần, nói chết thì chết. Cái này không khỏi là quá kinh khủng a. À liền thượng quan đồ đều không thể lấy đi tấm bia đá này, thậm chí liền tánh mạng của mình đều góp đi vào rồi, cái này để tại đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi đánh một cái lạnh run. Liền thượng thần đều không được, bọn hắn cũng đừng suy nghĩ rồi, trong lúc nhất thời nhượng lòng có tham niệm tu sĩ cường giả cũng không khỏi nản lòng thoái chí. Ông, một tiếng, ngay tại thượng quan đồ chết thảm một lát, trên tấm bia đá ám kim phù văn yên nguyên chấp động lên hào quang thời điểm, đột nhiên có một bóng người vừa sải bước ra, nháy mắt vượt qua thời không bình thường nháy mắt hướng tấm bia đá bước đi bóng người này tốc độ cực nhanh tuyệt đối không thua gì thượng quan đồ hắn vừa sải bước tại trước tấm bia đá nháy mắt là tử khí hạo nhiên tần bách lý chứng kiến cái này thân ảnh đứng tại trước tấm bia đá thời điểm có người đứng thẳng tức nhận ra hắn không khỏi quát to một tiếng tại đây nháy mắt xuất hiện tại trước tấm bia đá người đúng là tần bách lý hắn thừa dịp thượng quan đồ nhiễu loạn tấm bia đá nháy mắt liền ra tay tư một thanh âm vang lên quản chi cường đại trở lại tầng bách lý cũng không ngoại lệ lúc hắn vừa đứng tại trước tấm bia đá thời điểm đáng sợ thôn phệ lực lượng nháy mắt trút ra huyết khí của hắn muốn hút khô tầng bách lý tinh huyết trảm tại đây trong một chớp mắt tầng bách lý quát khẽ một tiếng âm thanh như pháp lệnh tay như thiên đao chém mà rơi tại tầng bách lý ra tay chém phía dưới chặt đứt âm dương Đoạn tuyệt nhân quả, nháy mắt chặt đứt đại thiên thế giới hết thảy lực lượng. Tại đây chém rơi xuống thời điểm, chứng kiến cái kia bị hút ra đi ra từng sợi tơ máu tươi giống như là chỉ đỏ đồng dạng bị chém đứt, kết nối lấy tầng Bách Lý cái này một mặt hết thảy từng sợi máu tươi đều bị hắn thu trở về, một chỗ khác tức thì bị tấm bia đá hấp đi qua. Tại tấm bia đá hấp thu tầng Bách Lý cái này từng sợi máu tươi thời điểm, ám kim phù văn chấp động một chút hào quang, tự hồ là sáng lên đi một tí. Ông, một thanh âm vang lên, ngay tại ám kim phù văn chấp động một chút hào quang thời điểm, tần bách lý xuất thủ, chỉ thấy hắn bàn tay phất một cái, tự như là nhiễu loạn thời gian đồng dạng, tại đây nháy mắt là nhiễu loạn trên tấm bia đá ám kim phù văn. Rắc, một thanh âm vang lên, tại tầng bách lý nhổ động trên tấm bia đá ám kim phù văn thời điểm, hình như là vang lên một tiếng tấm bia đá tróc ra thanh âm, hình như là tầng bách lý rung chuyển tấm bia đá đồng dạng tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó, tần bách lý ra tay cực nhanh. Chỉ thấy hai tay của hắn suy điển vạn pháp, tính toán theo công thức nhân quả, tại ngắn ngủi thời gian ở trong trên tấm bia đá hết thảy phù văn bị hắn đang nhổ động, ngay sau đó nghe được quanh một thanh âm vang lên. Tại đây trong một chớp mắt, trên tấm bia đá hết thảy phù văn đều phát sáng lên, hết thảy phù văn đều kim quang nhảy lên, hình như là thoáng cái đã có sinh mệnh đồng dạng. Quanh, 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 tại đây trong một chớp mắt, hết thảy ám kim phù văn vậy mà tạo thành vòng xoáy lưu chuyển lên hơn nữa là càng chuyển càng nhanh thật giống như là muốn theo trong tấm bia đá vọt ra đồng dạng rầm 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 theo cái này ám kim phù văn hóa thành vòng xoáy tấm bia đá dĩ nhiên là đông đưa lên tại đông đưa bên trong tấm bia đá vậy mà từ từ đi lên hình như là nhận lấy thật lớn sức nổi đồng dạng khiến nó theo nước sâu trong trồi lên đồng dạng muốn thành công không chứng kiến tấm bia đá vậy mà từ từ đi lên, chậm rãi hiện lên đến, giống như muốn theo cổ đàn bên trên tróc ra, cái này nhường đem tất cả mọi người đều sợ hãi kêu lên một cái. Chương 1932, cổ đàn hung hiểm. Oanh, 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 tại trong tiếng nổ vang, tấm bia đá chậm rãi nổi lên, hơn nữa ám kim phù văn chỗ hình thành vòng xoáy là càng ngày càng nhanh, Tự như dòng nước xiết đồng dạng. Khó lường, thiên tài tự là thiên tài, hắn nhìn thấu cái này văn chương huyền cơ. Chứng kiến như vậy một màn, bất luận là trẻ tuổi cường giả còn là thế hệ trước cao nhân, đều không thán phục không được. Tần Bách Lý không hổ là cùng kim qua nổi danh thiên tài nha, cho dù hắn không thành đại đế tiên vương, cũng chắc chắn sẽ trở thành kinh diễm tuyệt thế thượng thần. Nhìn xem Tần Bách Lý dĩ nhiên là muốn đem tấm bia đá đem tới tay có đại nhân vật không khỏi tháng phục nói. Lý thất dạ nhìn xem như vậy một màn, cười cười, nhàn nhạt nói, đích thật là một thiên tài, tại như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong có thể nhìn ra như thế huyền cơ. Đáng tiếc, chỉ là ít ngồi đáy giếng, chỉ thấy đốm, có thể không đem tánh mạng mình góp đi vào, cũng đã tài ba rồi. Cái này còn không được sao? Chứng kiến tấm bia đá chậm rãi nổi lên, liền tề lâm đế nữ đều cho rằng tần bách lý muốn thành công rồi, Bây giờ nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, nàng không khỏi kinh ngạc một hồi. Không được. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nói ra, vật này là có lai lịch lớn, không có đơn giản như vậy, huống chi, trọng điểm không tại ở tấm bia đá, hắn còn không có làm tin tường căn bản, chỉ là chứng kiến nhánh phụ mà thôi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tề Lâm Đế nữ cũng không khỏi chấn động, bởi vì giải thích của nàng cùng tầng Bách Lý gần, nàng cũng là một vị tài ba thiên tài tại đến về sau nàng đã ở suy nghĩ trên tấm bia đá ám kim phù văn nàng tại cân nhắc phía dưới cảm thấy nghĩ đạt được tấm bia đá này ước lượng thấu phù văn áo nghĩa liền có thể đạt được hiện tại bị lý thất giả nói như vậy tề lâm đế nữ cảm giác mình cũng đi nhầm phương hướng nhìn xem tấm bia đá từ từ bay lên tất cả mọi người đều cho rằng tần bách lý muốn thành công rồi muốn đem tấm bia đá quét nhập trong túi rồi oanh một thanh âm vang lên ở này trong một chớp mắt cổ đàn nháy mắt chấn động một cái, đón lấy huyết quan trùng thiên, nghe được, ông, một tiếng, tại thạch đàn cái kia thô ráp không gì sánh được khe hở tầm đó nháy mắt phúng dũng ra từng đạo huyết quan. Không tốt, tại đây tự nháy mắt tần bách lý sắc mặt đại biến, hắn muốn quay người đào tẩu, nhưng cái này hết thảy đều đã đã muộn. Nghe được, suy, suy, suy thanh âm vang lên. Tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó cổ đàn bên trên chỗ phúng dũng ra đến huyết quan hình như là xuyên thấu cái gì đồng dạng, nghe được quanh một thanh âm vang lên, tại thời khắc này Tần Bách Lý hết thảy huyết khí vậy mà không bị tự mình khống chế, bị khủng bố vô cùng lực lượng hấp thu đi qua. Phanh một thanh âm vang lên, tại tất cả mọi người đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng thời điểm, Tần Bách Lý cả người nổ tung rồi, thân thể này sắp vỡ khai mở, quy lực lớn đến để cho người không cách nào tưởng tượng. Oanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ lực xung kích nổ toàn bộ hảo vọng giác đông đưa lên tại tầng bách lý thân thể nổ tung thời điểm rộng lượng tinh huyết thoáng cái hóa thành huyết vụ mênh mông một mảnh ngay tại tầng bách lý thân thể nổ tung trong nháy mắt đó chỉ thấy một đạo hào quang nháy mắt vút không mà đi đó là tầng bách lý chân mệnh tại sinh mệnh một ý niệm tầng bách lý mười phần quyết đoán hắn nháy mắt theo tự hủy hình thức nổ toàn thân của mình tinh huyết mà nhường tự mình chân mệnh cởi thể bỏ chạy mà đi tầng bách lý đây là ve sầu thoát xác nếu như hắn gượng chống lấy mà nói nếu như hắn không nỡ vứt bỏ tự mình thân thể mà nói như vậy kết quả của hắn sẽ cùng thượng quan đồ giống như đúc không chỉ là tự mình toàn thân tinh huyết bảo trụ không được tự là của mình chân mệnh cũng không giữ được cho nên tại thời gian ngắn nhất ở trong tầng bách lý làm ra lấy hay bỏ đối với tu sĩ mà nói chỉ cần chân mệnh còn tại hết thảy cũng có thể chắc chắn sẽ có đông sơn tái khởi ngày nếu như ngay cả chân mệnh đều tử vong rồi, vậy hết thảy đều tan thành mây khói rồi, hết thảy đều không còn tồn tại. Tư thanh âm vang lên, lúc này cổ đàn đem tận bách lý hết thảy tinh huyết đều hấp tới, tinh huyết tại cổ đàn cái kia thô ráp nham thạch khe hở tầm đó chảy xuôi theo. Tiếp theo tại từng đợt, tư, 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 trong thanh âm tinh huyết chậm rãi chôn vùi biến mất. Chứng kiến như vậy một màn không biết rõ có bao nhiêu người đánh một cái lạnh run, tận bách lý chính là tuyệt thế thiên tài, Quy danh bay xa, bất luận là thiên phú của hắn còn là thực lực đều vô dung hoài nghi đấy. Sớm đã có đồn đã nói Tần Bách Lý đã phong thần rồi, hắn mặc dù không có chịu tải thiên mệnh, cũng không có đi đại đế tiên vương con đường, nhưng nếu như hắn thật là phong thần mà nói, rất nhiều người đều coi được hắn, thậm chí có người suy đoán hắn có cơ hội trở thành cổ thần. Hiện tại Tần Bách Lý vậy mà không thể không bỏ đi nhục thể của mình, chỉ có thể theo chân mệnh kẹp lấy mệnh cung bỏ chạy mà đi kết cục như vậy là xuất phát từ chỗ dự liệu của mọi người tần bách lý tựu là tần bách lý quả thật là khó lường thực lực ngộ tính phản ứng đều trên thượng quan đồ mặc dù nói tần bách lý bị phá hủy nhục thể của mình nhưng y nguyên nhường rất nhiều chứng kiến như vậy một màn người chịu bội phục thượng quan đồ với tư cách thượng thần một mạng minh hô liền cơ hội đào tẩu đều không có hiện tại tần bách lý không chỉ là tìm hiểu cái này tòa tắm bia đá một ít huyền cơ tại sinh tử trong một chớp mắt, vậy mà còn có thể bỏ chạy mà đi, bảo trụ một mạng, có thể nói tại đây một điểm bên trên thượng quan đồ thì không bằng tầng bách lý, quản chi thượng quan đồ thành thần thời gian so tầng bách lý trường, kinh nghiệm so tầng bách lý phong phú. Cái này sợ cần càng cường đại hơn người đến mới được. Chứng kiến như vậy một màn, có người không khỏi thì thào nói. Thượng quan đồ đem tánh mạng góp đi vào rồi, tầng bách lý cũng là thân thể vẫn lạc mà trốn, có thể nói ở giữa sân đã không ai có thể so với bọn hắn càng cường đại hơn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả là ngươi xem ta. Ta xem ngươi đấy, thượng quan độ cùng tầng bách lý đều gãy thương không sai, tuy nhiên ở đây có rất nhiều người đều nghĩ đạt được trước mắt cái này tòa tắm bia đá, nhưng lại ai cũng không có cái kia năng lực, trừ phi bọn hắn so thượng quan độ hoặc là tần bách lý càng cường đại hơn rồi. Thấy không người khởi hành, Lý Thất Giả đứng ra, nhàn nhạt cười cười từ từ nói, nếu là không ai có thể lấy xuống, ta đây tự thu nó, ta tin tưởng sẽ không có người sẽ có ý kiến a. À. Đem làm lý thất giả đứng ra nói ra lời này thời điểm, tệ lâm đế nữ cũng không khỏi nở nụ cười một chút. Nàng cười cười thì là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song. Tề lâm đế nữ minh bạch, lý thất giả cái này khách khí gián dấp, vậy cũng chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi, cũng đừng coi là thật, chỉ cần hắn quyết định đã muốn cái này khối tắm bia đá, bất kể là ai cùng hắn đoạt, cái kia đều là tự tìm đường chết, như hắn như vậy vô thượng tồn tại, chỉ cần có hắn muốn đồ vật, cái kia căn bản chính là dễ như trở bàn tay, bình thường đại đế tiên vương chỉ sợ đều không thể trung chuyển hắn. Đem làm lý thất giả nói ra nói như vậy thời điểm ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều là ngươi xem ta ta xem ngươi đấy. Ở đây tu sĩ cường giả đều không nói chuyện nhiều. Lúc này rất nhiều tu sĩ cường giả đều nghe nói qua đệ nhất hung nhân đại danh, tại hắn đã giết thiên hoàng hoàng chủ về sau, cũng đã là thanh danh lan truyền lớn. Tất cả mọi người minh bạch tiểu tử này tà môn vạn phần, tuy nhiên đạo hành thoạt nhìn mười phần thiển, nhưng lại không đâu địch nổi. Hơn nữa hung mạnh nhất chính là tiểu tử này ai cũng không sợ, thuộc về gặp thần đồ thần, gặp ma tàn sát ma tồn tại, bất kể là ai, hắn cũng dám gây, hắn cũng dám giết. Hiện tại cái này tà môn cực độ tiểu tử đứng dậy, cái này nhường tất cả mọi người đều vì đó đã trầm mặt. Tất cả mọi người không muốn đi trêu chọc tiểu tử này, trừ phi tự cho là mình thực lực đầy đủ cường đại rồi, tự cho là mình chỗ dựa so thiên hoàng hoàng chủ càng thêm cường ngạnh. Nếu không, ai đi trêu chọc cái này tà môn tiểu tử, đều là tự tìm đường chết. Cắt này tại lý thất giả nói ra nói như vậy thời điểm một tiếng khinh thường tiếng hừ lạnh vang lên, cái này khinh thường tiếng hừ lạnh không phải người khác, đúng là võ phượng ảnh, long thành thành chủ. Lúc này võ phượng ảnh liếc lý thất giả liếc, bá khí nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn đoạt đến tấm bia đá này đừng có nằm mộng võ phượng ảnh mở miệng ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều cam tâm tình nguyện sống chết mặt bay rồi thành châu người cũng biết long thành võ phượng ảnh chính là một cái mười phần khó chơi nữ tử không chỉ là bá khí mười phần hơn nữa còn là mười phần hung hãn tại rất nhiều người xem ra đệ nhất hung nhân cùng võ phượng ảnh thật sự chính là đụng đúng rồi song phương cũng không phải cái gì loại lương thiện mà hơn nữa võ phượng ảnh sau lưng long thành cũng là quái vật khổng lồ cường đại vô cùng hai người bọn họ thật là cứng đối cứng đây tuyệt đối là có trò hay để nhìn đối với võ phượng ảnh mà nói lý thất dạ cũng không tức giận chậm rãi vừa cười vừa nói như thế nào nói như vậy ngươi là đối với ta có ý kiến rồi hả đương nhiên ta người này là biết nghe lời phải đấy nếu như ngươi có cái gì rất tốt giải thích có thể nói nghe một chút hoặc là nói nếu như ngươi tự nhận là có thể đem tấm bia đá này lấy xuống, ta đây là hết sức vui vẻ nhường hiền đấy, cho ngươi trước thử bên trên thử một lần, nếu như ngươi có thể đem nó lấy xuống, ta là chấp tay bên trên tiễn đưa. Nghe được lý thất giả khiêm nhường như vậy mà nói, cái này liền tề lâm đế nữ đều vì đó ngoài ý muốn. Cái này cũng không như lý thất giả tính cách. Tề lâm đế nữ đương nhiên không biết rõ rồi, gỡ xuống tấm bia đá này, đó là nói dễ vậy sao sự tình trẻ tuổi căn bản tựu không khả năng gỡ xuống cái này tòa tấm bia đá, trong này bởi vì liên quan đến một cái kỷ nguyên tu luyện hệ thống, loại này cổ xưa mà thâm ảo kết cấu, không phải một cái vãn bối có khả năng tìm hiểu đấy, coi như là bình thường đại đế tiên vương đều chưa chắc có thể liên quan đến loại vật này. Có thể nói như tầng bách lý có thể ở như thế ngắn mũi thời gian ở trong nhìn ra một ít huyền cơ, cái kia đã là mười phần khó lường rồi. Hắn bị người xưng chi vì tuyệt thế thiên tài, cái kia một chút cũng bất quá phần, có thể nói dựa vào tầng bách lý cái này một phần ngộ tính, có thể đủ lực áp thập tam châu rất nhiều thiên tài. Hư, bổn cô nương có thể hay không lấy xuống, quan ngươi cái gì đánh trắm? Võ phượng ánh hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, chẳng lẽ nói ngươi liền có thể lấy xuống. Đúng. Lý thất dạ nhàn nhã nói, dễ dàng như dò xét túi, nhấc tay tầm đó liền có thể bắt nó gỡ xuống, dễ dàng đến vô cùng lý thất dạ mở miệng đem lời nói được tràn đầy đấy lập tức nhường võ phượng ảnh kinh ngạc một hồi tại vừa mới lý thất dạ còn mười phần khiêm tốn nhưng lời nói không có hai câu liền lộ ra cùng bá tư thái ăn nói lung tung tự là người ở chỗ này đều vì đó kinh ngạc một hồi người ở chỗ này đều cảm thấy lý thất dạ lời này nói được quá bá khí rồi cũng nói được quá cùng vọng rồi cái này không khỏi đem lời nói được quá vẹn toàn đi à nha dễ dàng như dò xét túi có mấy người có thể làm được. Liên thượng quan độ đều đem tánh mạng quan ở nơi này, tận bách lý như vậy tuyệt thế thiên tài đều không thể thành công, thiếu chút nữa hiểm mệnh. Hiện tại hắn lại nói dễ dàng như dò xét túi. Trừ phi hắn là 10 cái đồ đằng ở trên thượng thần rồi, nếu không, muốn dễ dàng như dò xét túi, cái kia căn bản chuyện không thể nào. Có tu sĩ cảm thấy lý thất giả thật ngông cuồng rồi, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Chương 1933, ra tay kinh tứ phương. Tần Bách Lý cùng Thượng quan Độ đều không thể thành công, mà Lý Thất Dạ lại nói dễ dàng như theo trưởng, cái này nhường rất nhiều người đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá mức khẩu xuất cuồng ngôn. Hừ, khoác lát ai không biết nói. Võ Phượng Ánh lạnh lùng chầm chầm vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, nói ra, vậy sao? Nếu là ta gỡ xuống nó, ngươi cảm thấy như thế nào? có thế như thế nào? võ phượng ảnh mười phần bá khí nói, bổn cô nương chờ ngươi đem nó lấy xuống, chờ ngươi lấy xuống tấm bia đá, bổn cô nương tự mài đau soàn sạt bắt nó đoạt lấy đến, chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. đối với võ phượng ảnh cái này bá khí mà nói, lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra, ngươi lấy xuống, nhìn một cái bổn cô nương có dám hay không đoạt ngươi đấy võ phượng ảnh mười phần bá khí đáp lại lý thất dạ xoa tay dáng dấp mười phần hung hãn một bộ gặp thần đồ thần dáng dấp chứng kiến võ phượng ảnh cái kia hung hãn dáng dấp không ít trong lòng người sợ hãi bởi vì tại thanh châu có không ít người tại võ phượng ảnh trong tay đã bị thua thiệt thậm chí đã từng có đế thống tiên môn trưởng môn giáo chủ đều bị võ phượng ảnh đánh được sủng ái thanh mũi trướng mọi người đều biết cái này võ phượng ảnh một khi khởi xướng bảo tố đến nàng có thế không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cũng không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, trước đánh lại nói. Đương nhiên cũng có người trong lòng âm thầm nhìn có chút hả hê, hung mạnh lý thất dạ gặp được hung hãn võ phượng ảnh, cái kia thật sự chính là kỳ gặp đối thủ, cái này cuối cùng là gặp gỡ đau đầu rồi. Lý thất dạ chỉ là nở nụ cười một chút mà thôi, cũng không có để ý tới xoa tay võ phượng ảnh, chậm rãi hướng cao vút trong mây tắm bia đá đi đến nhìn xem lý thất giả chậm rãi hướng cực lớn không gì sánh được tấm bia đá đi đến tất cả mọi người đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp tất cả mọi người đều nhìn xem lý thất giả nhất cử nhất động trước đó không ít người đều đã thất bại thậm chí là đậu vào tánh mạng của mình cường đại như thượng quan đồ cùng tần bách lý cũng đã thất bại hiện tại mọi người đều muốn nhìn xem xét bị người xưng chi vì mười phần tạ môn lý thất giả có phải thật vậy hay không có thế thành công mặc dù nói hiện tại lý thất dạ thoạt nhìn đạo hành rất cạn, nhưng trên vạn cổ hào rất nhiều người bái kiến lý thất dạ thôn phệ lôi điện, cho nên tất cả mọi người đã không thể nào quan tâm lý thất dạ đạo hành nhược mạnh. Rất nhiều người cảm thấy, cái này tà môn mười phần lý thất dạ chắc chắn sẽ có lấy một ít tà môn thủ đoạn để đền bù hắn đạo hành. Ông, một tiếng, ngay tại lý thất dạ tới gần thời điểm, trên tấm bia đá ám kim phù văn nhảy bỗng nhúc nhích, khủng bố thôn phệ lực lượng nháy mắt xuất hiện, cái này khủng bố vô cùng thôn phệ lực lượng không biết rõ là từ gì mà đến, hơn nữa nháy mắt xuất hiện, loại lực lượng này thoáng cái bao phủ ở lý thất dạ, tại đây trong một chớp mắt thôn phệ lực lượng là không chỗ nào không có, không chỗ không có, tại lúc này thôn phệ lực lượng phía dưới. Người khó với đào thoát, một khi bị nó chỗ bao phủ, tất nhiên sẽ bị hút ra toàn thân tinh huyết. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện khủng bố thôn phệ lực lượng, lý thất dạ chỉ là nở nụ cười một chút mà thôi, chỉ là tiện tay một ngón tay, nghe được ba, một tiếng, không gian nhộn nhạo, hình như là tình tiết phức tạp đồng dạng. Tại đây, ba, một thanh âm vang lên thời điểm khủng bố vô cùng thôn phệ lực lượng tại đây trong một chớp mắt nứt vỡ, giống như là rung động hiệu ứng một chút, tại trong nháy mắt hết thảy thôn phệ lực lượng tan thành mây khói. Thôn phệ lực lượng giống như là phong bạo đồng dạng. Mà lý thất giả dạ tiện tay một ngón tay, liền thoáng cái đánh nát phong bạo chi nhãn cái này nhường như gió bạo đồng dạng thôn phệ lực lượng cũng thoáng cái tan thành mây khói. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người không khỏi chấn động, tất cả mọi người không hiểu được trong này huyền cơ, thôn phệ lực lượng đều thoáng cái biến mất, mọi người cũng không biết lý thất giả đến tột cùng là gì thủ đoạn. Cùng thượng quan đồ không đồng dạng, thượng quan đồ chính là cùng bên trong sập huyết khí của mình, theo tự mình lực lượng cường đại nhất ổn định huyết khí, mà tần bách lý tắc thì chặt đứt tự mình huyết khí khốn quả chặt đứt âm dương, nháy mắt ngăn cách thôn phệ lực lượng cùng mình huyết khí liên hệ. Thượng quan đồ cùng tần bách lý thủ đoạn, coi như là trẻ tuổi kẻ yếu xem không hiểu, nhưng là thế hệ trước đại nhân vật vẫn có thể nhìn ra được một ít huyền ảo đấy. Hiện tại lý thất giả tình huống thoáng cái để tại đây tất cả mọi người mộng rồi, coi như là xuất thân từ đế thống tiên môn trưởng môn giáo chủ đều nhìn không ra loại thủ pháp này huyền ảo, bởi vì lý thất giả một ngón tay liền nhường thôn phệ lực lượng tan thành mây khói. Loại này thôn phệ lực lượng liền thượng quan độ như vậy thượng thần đều chịu không nổi đấy. Cuối cùng đều bị hấp thành thay khô, nhưng là lý thất giả tùy ý một ngón tay liền đem nó đánh nát, đây quả thực tự là chuyện không thể nào, trừ phi lý thất giả là một vị có được 12 thiên mệnh đại đế tiên vương rồi. Nhưng, trước mắt lý thất giả tuyệt đối không thể nào là một vị có được 12 thiên mệnh đại đế tiên vương. Đây là tà thuật sao? Chứng kiến tại trong nháy mắt, lý thất giả đánh nát thôn phệ lực lượng, có người không khỏi thì thào nói, cũng không phải mười phần tin vào hai mắt của mình. Tại tất cả mọi người đều ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ cũng đã đạp vào cổ đàn rồi. Chỉ thấy quanh hắn lấy cổ đàn đi một vòng, sau đó lại đi xuống cổ đàn. Thu, lúc này Lý Thất Dạ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hắn mười ngón một trương, kết được một cái pháp ấn, tùy theo pháp ấn tung bay, theo tuyệt vô luân bị tốc độ biến hóa. Tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó, một cái lại một cái pháp ấn đi dạo, pháp ấn tung bay tốc độ quá là nhanh, nhanh đến nhiều người hoa mắt, nhiều người hoàn toàn thấy không rõ lắm. Quanh một tiếng vang thật lớn, ở này trong một chớp mắt, cổ đàn đông đưa một chút, tại đây nháy mắt cổ đàn vậy mà phúng dũng ra kim quang, hết thảy kim quang như thủy triều đồng dạng phúng dũng mà ra. Không phải huyết quang, chứng kiến cổ đàn đột nhiên phúng dũng ra kim quang, lại một lần nữa nhường rất nhiều người vì đó kinh ngạc một hồi, trước đó tần bách lý ra tay thời điểm, cổ đàn phúng dũng ra huyết quang, nhưng là nhưng bây giờ phúng dũng ra kim quang, lúc này xuất phát từ rất nhiều người dự kiến. Tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó, cổ đàn bên trên cái kia thô ráp nham thạch bên cạnh từng cái khe hở dĩ nhiên là phát sáng lên, từng sợi kim quang phóng lên trời. Rầm ao ao thanh âm vang lên, tại đây trong một chớp mắt, cổ đàn bên trong phúng dũng ra đến kim quang như thủy triều đồng dạng tẩy rửa ra cực lớn không gì sánh được tấm bia đá. Tại thời khắc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, cực lớn không gì sánh được trên tấm bia đá vốn có rậm rạp chằng chịt ám kim phù văn. Những này ám kim phù văn xem ra giống như là hoàn toàn tự nhiên, tự hồ là trời sinh đấy, thực sự không phải là hậu thiên chỗ khác giấu đi lên đấy. Nhưng là lúc này theo như thủy triều đồng dạng kim quan tẩy rửa thời điểm, nguyên một đám ám kim phù văn vậy mà nhao nhao tróc ra, giống như những này ám kim phù ám là dán tại trên tấm bia đá đồng dạng. Theo từng đợt rầm ao ao rầm ao ào thủy triều tiếng vang lên, nguyên một đám tróc ra ám kim phù văn vậy mà theo kim quang mà bị cuốn đi. Cuối cùng nghe được, sạc, một thanh âm vang lên, như thủy triều đồng dạng kim quang vòng quanh hết thảy ám kim phù văn hướng lý thất giả phóng đi, tại trong nháy mắt, tại rắc, rắc, tiếng nước trong lý thất giả bàn tay mở rộng ra, bàn tay của hắn tự như hắc động đồng dạng, đem hết thảy vọt tới kim quang thủy triều thu nạp vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt, hết thảy ám kim phù văn đều biến mất, Toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ đã thu vào trong lòng bàn tay. Ông một thanh âm vang lên, lúc này Lý Thất Dạ bàn tay mở ra, nguyên một đám phù văn chuyển động, tại thời khắc này hết thảy phù văn do màu vàng nhạt biến thành màu vàng. Giờ này khắc này nguyên một đám phù văn tại Lý Thất Dạ bàn tay chuyển động thời điểm hình như là hóa thành một cái phù văn mênh mông biển lớn, ở bên trong có vô số phù văn tại diễn biến, tự hồ nó là muốn diễn biến vì một cái đại thiên thế giới đồng dạng đến, lúc này lý thất giả dạ quát khẽ một tiếng, hắn trong lòng bàn tay phù văn bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, tại trong nháy mắt, phù văn tại lý thất giả dạ trong lòng bàn tay hóa thành một cái màu vàng vòng xoáy. Oanh, oanh, oanh theo lý thất giả dạ trong lòng bàn tay màu vàng vòng xoáy tại chuyển động thời điểm. Từng đợt tiếng oanh minh không dứt bên tai, lúc này cực lớn không gì sánh được tấm bia đá đông đưa một chút, sau đó từ từ bay lên nhưng lúc này từ từ bay lên không ngớt chỉ có cực lớn không gì sánh được tấm bia đá lúc này từ từ bay lên còn có cổ đàn tại từng đợt trong tiếng nổ vang chỉ thấy cổ đàn nâng cực lớn không gì sánh được tấm bia đá từ từ đi lên chứng kiến như vậy một màn thời điểm mọi người mới hiểu được nguyên lai cực lớn tấm bia đá cùng cổ đàn là làm một thể đấy chỉ riêng là muốn đem tấm bia đá rút lên cái kia là chuyện không thể nào chứng kiến cổ đàn cùng tấm bia đá đồng thời từ từ bay lên thời điểm Tề lâm đế nữ cái này cuối cùng là minh bạch vì cái gì lý thất dạ sẽ nói tầng bách lý chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy đốm. Oanh, một thanh âm vang lên, lúc cổ đàn cùng cực lớn tấm bia đá lên tới nhất định độ cao về sau, rốt cục thoát ly mặt đất, ở thời điểm này lại vang lên một hồi quanh, oanh, oanh, thanh âm. Tại thời khắc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, vốn là cực lớn không gì sánh được tấm bia đá, nó tính cả cổ đàn dĩ nhiên là càng đổi càng chậm chật đất co lại đem làm thu nhỏ lại đến trình độ nhất định về sau, nghe được, ông, một tiếng. Cổ đàn cùng tấm bia đá nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, nghe được, phốc, một tiếng, chúng thoáng cái nhào vào lý thất dạ trên bàn tay màu vàng vòng xoáy bên trong, thậm chí là tóe lên màu vàng bọc nước. Đem làm cổ đàn cùng tấm bia đá đầu nhập vào màu vàng vòng xoáy trong về sau, màu vàng vòng xoáy chậm rãi bình tĩnh trở lại, cuối cùng hết thảy màu vàng phù văn lại hiển hiện tại lý thất dạ trên bàn tay lúc này nguyên một đám màu vàng phù văn vẫn là tại lý thất dạ trên bàn tay lưu chuyển hơn nữa ở bên trong còn diễn biến lấy nguyên một đám hoàn toàn mới phù văn như vậy nguyên một đám màu vàng phù văn chuyển động thời điểm hình như là diễn biến một cái đại thiên thế giới mà như vậy màu vàng phù văn giống như là tại đại thiên thế giới từng khỏa cực lớn ngôi sao tại đây màu vàng phù văn đại thiên thế giới bên trong chỉ thấy cổ đàn cùng tấm bia đá lơ lửng tại vị trí trung ương, tuy nhiên chúng đã biến thành rất nhỏ rồi, nhưng ở cái này màu vàng phù văn thế giới bên trong chúng vẫn là quái vật khổng lồ, chúng giống như là sừng sững tại cái thế giới này tấm bia to, có thể định trụ càng khôn. Lý thất dạ mở hai bàn tay, nhìn xem trong lòng bàn tay chỗ diễn biến đại thiên thế giới, hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, cường là cường đại, đáng tiếc so với ta trong tưởng tượng vẫn còn có khoảng cách không nhỏ cuối cùng không phải trọng khí nha lý thất giả dạ có thể ở ngắn mũi thời gian ở trong có thể thu nhập cái này cổ đàn cùng tấm bia đá đó là có nguyên nhân đấy bởi vì hắn đã nắm giữ ảo diệu của nó nắm giữ nó đại đạo kết cấu bởi vì tại trước kia hắn tự đã từng nghiên cứu qua cái này kỷ nguyên công pháp hệ thống tại cửu giới thời điểm băng vũ tiên đế từng đạt được qua tiệc thiên bia trên thực tế năm đó tự là bị lý thất giả dạ chỗ chỉ điểm mới có thể nhận lấy tiệc thiên bia Năm đó tiệc thiên bia cùng cái này khối tấm bia đá là có cùng nguồn gốc, có thể nói tiệc thiên bia chẳng qua là cái này khối tấm bia đá phế liệu, hoặc là nói là phiên bản thu nhỏ phỏng chế phẩm. Chương 1934, Võ Phượng Ảnh không phục Năm đó Lý Thất Dạ đã nắm giữ cái này kỷ nguyên công pháp hệ thống, về sau trải qua đủ loại nếm thử, có thể nói là nhường lý thất dạ có thể khống chế cái này kỷ nguyên rất nhiều binh khí bảo vật ngự ngự chi thuật cũng chính bởi vì như thế về sau băng vũ tiên đế đã nhận được lý thất dạ chỉ điểm mới có thể đạt được tiệc thiên bia bằng không mà nói muốn ngự ngự một cái khác kỷ nguyên vô thượng bảo vật đó là nói dễ vậy sao sự tình nhận tấm bia đá cùng cổ đàn đây đối với lý thất dạ mà nói không có gì thật là cao hứng đấy đây đối với hắn mà nói đã là thuận buồm xuôi gió sự tình ngược lại cái này nhường lý thất giả dạ có chút ít thất vọng tại ý nào đó đi lên nói tiệc thiên bia là trước mắt cái này tấm bia đá cổ đàn phế liệu hoặc là nói là phỏng chế phẩm tiệc thiên bia uy lực rất lớn cái này nhường lý thất giả dạ đối với tấm bia đá cùng cổ đàn gửi tại nhất định niềm hy vọng hoặc là tấm bia đá này cùng cổ đàn có khả năng là trọng khí đáng tiếc lúc đem tấm bia đá cùng cổ đàn đạt đến tay về sau lý thất giả dạ mới phát hiện cái này cùng hắn đang mong ngóng có chỗ xuất nhập tấm bia đá này cổ đàn cũng không phải trọng khí. Quy lực của nó cùng trọng khí vẫn còn có khoảng cách không nhỏ, nó có nhất định cực hạn. Cái này là nhường lý thất giả dạ có chỗ thất vọng nguyên nhân. Bất quá đối với tấm bia đá cổ đàn không phải trọng khí, lý thất giả dạ cũng không treo tại hoài, tùy theo cũng bình thường trở lại, nếu như là trọng khí mà nói, nghĩ đến chi nói dễ vậy sao, nếu quả thật chính là trọng khí, chỉ sợ sẽ kinh động độn ẩn vào cái này tham tác chi địa đại đế tiên vương bọn hắn cũng tất nhiên sẽ ra tay ông một thanh âm vang lên lúc này lý thất dạ khép lại bàn tay hắn trong lòng bàn tay màu vàng phù văn cũng tùy theo biến mất tại giờ này khắc này tất cả mọi người đều ngẩn người nhìn trước mắt một màn này trước đó không ít người đều muốn nếm thử đem tấm bia đá này chiếm dụng thậm chí liền thượng quan độ cùng tần bách lý đều đã thất bại hiện tại lý thất dạ lại thành công rồi hơn nữa lý thất dạ làm bắt đầu lại là như vậy thuận buồm xuôi gió là nhẹ như vậy mà dễ dàng cử động, tự hồ cái này đối với hắn mà nói, cái kia chẳng qua là không có ý nghĩa sự tình, tại nhất tay tầm đó khiến cho có thế thành công. Tại thời khắc này, mọi người mới hiểu được, lý thất dạ vừa mới thực sự không phải là khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn đang nói chẳng qua là lời nói thật mà thôi, hắn nói tại nhất tay tầm đó khiến cho có thể đem tấm bia đá chiếm dụng, hắn tự là tại đây nhất tay tầm đó làm được. Lúc này coi như là võ phượng ảnh cũng đều miệng há to đấy, lúc này nàng đều hoàn toàn không có thuộc nữ hình tượng, đương nhiên nàng một mực đều không có thuộc nữ hình tượng. Tại võ phượng ảnh trong tưởng tượng, cho dù lý thất dạ lại yêu nghiệt, hắn muốn đem tấm bia đá này cổ đàn đem tới tay, chỉ sợ đều cần tốn hao không nhỏ công phu, nhưng là hắn cũng tại nhất tay tầm đó đem tấm bia đá cổ đàn đem tới tay rồi. Cái này hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, cái thanh này võ phượng ảnh đều sợ hãi kêu lên một cái. Đứng trong bọn họ duy nhất không ngoại lệ đúng là tề lâm đế nữ rồi, ở trong mắt tề lâm đế nữ xem ra, lúc này lý thất giả có thể làm thành chuyện gì nạn đều không kinh hãi, như hắn loại này vô thường cự đầu, còn có chuyện gì có thể làm khó được hắn sao? Đem làm lý thất giả khép lại bàn tay thời điểm, liếc nhìn võ phượng ảnh một cái, giống như cười mà không phải cười, nói ra, ngươi còn muốn đến đoạt sao? Nghe tới Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Võ Phượng Ảnh. Mà giờ này khắc này rất nhiều người cũng không khỏi lui về phía sau một bước, bọn hắn trong nội tâm có chút sợ hãi, theo bọn hắn nghĩ Lý Thất Dạ tà môn thấu rồi. Lúc này theo bọn hắn nghĩ Lý Thất Dạ phải chăng cường đại cái này đã không trọng yếu, trong mắt bọn hắn tiểu tử này chính là một cái dị đoan, một cái yêu nghiệt, không cách nào dùng thông thường đến cân nhắc, như vậy tà môn tiểu tử bọn hắn đều muốn cách hắn xa một chút, miễn cho đưa tới tai nạn. Đoạt, có cái gì không dám đấy? Võ Phượng Ảnh phục hồi tinh thần lại, lập tức hai mắt mãnh liệt, trong một chớp mắt. Nàng một đôi mắt Phượng phát sáng lên, từng sợi hào quang tách ra, tự như mở ra một cái thế giới đồng dạng. Vậy cũng muốn chuẩn bị xong, không muốn như lần trước đồng dạng, bị ta nháy mắt trấn áp. Lý thất dạ nhàn nhạt cười cười thả ngươi cái rắm, võ phượng ảnh một cái tuyệt thế mỹ nữ, mở miệng lại mười phần thô lỗ, nàng lời nói vừa rơi xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, huyết khí nổ vang, nhưng là huyết khí của nàng cũng không có lao ra trong cơ thể, nàng toàn thân huyết khí tại trong cơ thể của nàng gầm rống, tại thời khắc này đều khiến người hoài nghi trong cơ thể của nàng phải hay là không có giấu một đầu cự lông. Võ phượng ảnh với tư cách một cái tuyệt thế mỹ nữ, nhỏ bé thanh tú lạ lướt, nhưng giờ khắc này không ai có thể tưởng tượng nàng nhỏ bé thanh tú là lướt dáng dấp, mọi người xem tới đây lúc nàng tự là một đầu muốn nổi đóa bạo lông, nàng cả người chất chứa có thể theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lúc võ phượng ảnh lực lượng phóng ra ngoài nháy mắt, lực lượng đáng sợ trùng kích mà ra, xung quanh từng tòa ngọn núi nháy mắt nứt vỡ, nháy mắt bị sông hủy. Giờ khắc này võ phượng ảnh cũng không phải đùa dẫn đấy, nàng là đùa thật đấy, hơn nữa là buông tay đánh cược một lần. Xú tiểu tử, nhận lấy cái chết. Võ Phượng ảnh quát một tiếng, lời nói vừa rơi xuống, nàng tú một nộ trương, tại nháy mắt nghe được, ông một thanh âm vang lên, nàng trong đôi mắt đẹp bay ra một cái Phượng Hoàng. Thu Phượng gáy thiên hạ, tại đây nháy mắt, Phượng Hoàng hai cánh một trương, dao động vịnh vạn dặm, đón lấy đáp xuống, sắc bén không gì sánh được Phượng mỏ tự như thần kiếm đồng dạng thẳng mổ hướng lý thất dạ không cần đi hoài nghi uy lực của nó cái này phượng mỏ tiện lợi có thể nháy mắt mổ xuyên hết thảy coi như là thần thuẫn tại nó phượng mỏ phía dưới cũng chỉ là mỏng như giấy mà thôi đối mặt cái này lao xuống mà đến phượng hoàng lý thất dạ liền mí mắt đều không nháy mắt một cái cũng không liếc nhiều chỉ là ý niệm khẽ động mà thôi phanh một thanh âm vang lên phượng hoàng lợi mỏ còn chưa đâm đến lý thất dạ đã bị vô hình nhà tù cho chặn thu một thanh âm vang lên Phượng Hoàng gặp một kích không thành công, bay lượng mà lên, há miệng một phun, nghe được hai một thanh âm vang lên. Tại nháy mắt Phượng Hoàng chi hỏa trút xuống mà xuống, sạc một thanh âm vang lên. Lúc Phượng Hoàng chi hỏa trút xuống mà hạ thời điểm, mặt đất một khi dính vào, bùn đất thoáng cái bị cháy sạch hòa tan. Phụ cận vài tòa ngọn núi tại khủng bố như thế Phượng Hoàng chi hỏa hạ trong nháy mắt tựu đã hòa tan hơn phân nửa, ngắn ngủi thời gian ở trong cái này vài tòa ngọn núi đã bị đốt thành đất bằng. Như vậy một màn thật sự là quá kinh khủng, nhưng rất nhiều người xem sợ nổi da gà, đặc biệt là cái kia sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt thời điểm, nhưng rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhau nhau lui về phía sau, kéo ra đầy đủ khoảng cách. Quản chi là bị cái này phượng hoàng chi hỏa tung tóe đến từng chút tia lửa, cũng có thể đem mình đốt thành tro. Đây là thật phượng hoàng. Chứng kiến như vậy một màn. Nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có người cũng nhịn không được hỏi. Cái này rõ ràng là theo võ phượng ảnh trong đôi mắt đẹp bay ra phượng hoàng, hiểu pháp tắc người cũng biết, đây chẳng qua là do pháp tắc diễn biến mà đến, nhưng hiện tại cái này phượng hoàng thoạt nhìn lại như là thật sự đồng dạng, đặc biệt là cái kia phượng hoàng chi hỏa, nhưng người cũng không khỏi vì đó kính sợ. Truyền thuyết đây là Long Thành bất truyền bí mật. Có một vị trưởng bối thì thào nói. Hô, hô, hô thanh âm vang lên, phượng hoàng chi hỏa trút xuống mà xuống, có thể tại trong nháy mắt thiêu hủy ngọn núi. Nhưng là nó tại lý thất giả dạ trên đỉnh đầu ba thước chỗ lại khó vào xâm chút nào, hết thảy phượng hoàng chi hỏa cũng chỉ có thể vượt qua lý thất giả, dạ, chảy xuôi tại mặt đất phía trên. Lúc này ở phượng hoàng chi hỏa phía dưới, thật giống như có bức tường vô hình che chở hắn, tại phượng hoàng chi hỏa cuồn cùng, cùng trút xuống mà hạ thời điểm, lúc này lý thất giả dạ xem ra giống như là dục hỏa trùng sinh đồng dạng, cái loại cảm giác này mười phần thần kỳ ngươi tuy nhiên có thể đem các ngươi long thành phượng mâu chi thuật tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, nhưng là muốn cùng ta so ý niệm chi lực. Cái kia chính là múa rìu qua mắt thợ rồi. Lý thất giả tùy ý phượng hoàng chi hỏa chảy xuôi, cười lắc đầu nói ra. Lý thất giả lời nói vừa rơi xuống, chỉ là ý niệm khẽ động mà thôi, nghe được ba một tiếng, phun lấy liệt hỏa phượng hoàng nháy mắt bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm, đón lấy nghe được qua, hét thảm một tiếng, cái này phượng hoàng nháy mắt bị bóp chết thoáng cái biến mất đi tán không còn tồn tại cái này do pháp tắc biến thành phượng hoàng nháy mắt bị bóp chết võ phượng ảnh lập tức đông 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 là ngay cả lui vào bước nàng thoáng cái sắc mặt bạc màu bởi vì cái này phượng hoàng bao hàm có ý niệm của nàng chi lực lý thất giả thoáng cái bóp chết cái này phượng hoàng tự là nghiền nát ý chí của nàng nháy mắt nhường nàng trọng thương tuy nhiên đây là nhìn không ra thương thế nhưng thương thế kia tuyệt đối không nhẹ nếu như ngươi chỉ có điểm này bổn sự, chỉ sợ không muốn nói đoạt của ta bảo vật, tự là ta một sợi lông đều không nhúc nhích được. Liếc nhìn võ phượng ảnh một cái, lý thất dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu. Bổn cô nương chính là muốn chặt ngươi cái kia một tay, bắt nó đoạt lấy đến. Võ phượng ảnh cũng nảy sinh ác độc, hét lớn một tiếng, đón lấy nghe được, ô rồng ngâm vang lên. Ken một tiếng, tại rồng ngâm trong tiếng vang lên lợi hại thanh âm, Lúc này võ phượng ảnh đã là một cây trường thương nơi tay. Cái thanh này trường thương không hề vừa thô vừa to, thoạt nhìn thậm chí có ba phần hết sức nhỏ, cả đem trường thương trắng noãn như ngọc, cả đem trường thương tự như là dùng bạch ngọc đánh bóng mà thành, thậm chí liền mũi thương đều là như thế. Mặc dù nói mũi thương vừa ý đến như bạch ngọc đánh bóng mà thành, nhưng nó lại cực kỳ sắc bén, chấp động lên tuyết trắng hàng quan, chứng kiến như vậy mũi thương, nhưng người không khỏi vì đó sợn hết cả gai ốc nhiều người không khỏi vì đó ít hầu phát lạnh, lúc chứng kiến như vậy mũi thương thời điểm, rất nhiều người đều cảm giác thương này tim đã là cắt vỡ cổ họng của mình rồi. Xú tiểu tử, bổn cô nương hôm nay tự muốn giáo huấn ngươi. Võ phượng ảnh trường thương trực chỉ, oanh một tiếng, nàng còn không có ra tay, thương sức lực đã quan thấu thiên địa rồi, một cổ sắc bén vô cùng thương sức lực đâm thẳng hướng lý thất dạ. Phanh một tiếng, quản chi lại hung mảnh thương sức lực cũng là nháy mắt bị lý thất dạ ý niệm chỗ ngăn trở căn bản là công không phá được lý thất dạ phòng ngự lý thất dạ nhìn xem võ phượng ảnh trường thương trong tay có vài phần ngoại ý muốn từ từ nói xem ra các ngươi long thành tồn kho bên trong thật đúng là có vài món hàng tốt cây súng này chính là theo đại thành chân long xương sống lưng chỗ đánh bóng mà thành thần tính không chút nào tổn hại theo tiên đế thủ pháp chế tạo mà thành xem ra năm đó là của các ngươi thủy tổ tạm long tiên đế tàn sát một đầu đại thành chân long lấy hắn xương sống lưng rồi ta biết có một ngày chân long nhập ma về sau đã không có biến mất nguyên lai là chết ở tạm long tiên đế trong tay lý thất già sờ lên cái cằm cười cười nói ra tàn sát chân long đại thành chân long nghe được lý thất già như vậy buổi nói chuyện có thế hệ trước cường giả trong nội tâm không khỏi nhảy một chút bọn hắn biết rõ đại thành chân long là ý vị như thế nào mà tạm long tiên đế lại tru diệt một đầu đại thành chân long thực lực này là kinh khủng cỡ nào tạm long tiên đế không hổ là long thành thủy tổ nha thực lực mạnh không phải bình thường đại đế tiên vương có khả năng địch nổi đấy có người không khỏi thì thào nói chương một nghìn chín trăm ba mươi lăm long thương Lúc này võ phượng ảnh cầm trong tay long thương, cả người khí thế ngập trời, tự như nữ chiến thần đồng dạng, nàng trong hai tròng mắt phúng dũng ra lời hại không gì sánh được hào quang, nàng cả người phát ra áp bách người khí thế, cả người không giận mà uy. Long thương nơi tay, có đâm trách thiên địa hung mảnh, huyết khí ngập trời, có nghiền áp địch nhân vô địch, càng quan trọng hơn là, lúc này võ phượng ảnh giống như là một đầu bạo long đồng dạng, có một cổ có ta vô địch khí thế, hung mảnh mà cùng bá đem làm như vậy khí thế xuất hiện tại một cái trên người cô gái. Vốn là mười phần không cân đối, nhưng là loại này hung mảnh mà cùng bá khí thế xuất hiện tại võ phượng ảnh thời điểm, lại là vừa đúng lúc, vừa mức chỗ tốt, giống như một chút cũng không đột ngột đồng dạng. Võ phượng ảnh bản thân là một cái tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là lúc này không có người sẽ đi chú ý võ phượng ảnh sắc đẹp, nàng đã thoát ly một mỹ nữ ứng phó phạm trù, lúc này mọi người suy nghĩ đến đúng là chiến đấu xuống tiểu tử lúc này võ phượng ảnh quát một tiếng quát ăn ta một thương ông một thanh âm vang lên võ phượng ảnh nháy mắt một thương phá không nghe được phanh một tiếng võ phượng ảnh một thương nháy mắt đâm xuyên qua không gian nháy mắt đâm về lý thất giả yết hầu một phát này nhanh đến tuyệt luân thiên nhãn đều theo không kịp tốc độ của nó nhưng mà lý thất giả đứng ở nơi đó là vẫn không nhúc nhích đón lấy nghe được phanh 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 thanh âm vang lên từng đợt nứt vỡ vốn võ phượng ảnh long thương đã đâm tới lý thất giả dạ yết hầu rồi nhưng ở này trong một chớp mắt lý thất giả dạ cùng mũi thương tầm đó có xa không thể chạm khoảng cách hoặc là dùng khoảng cách đã không cách nào để hình dung tại đây trong một chớp mắt lý thất giả dạ cùng mũi thương ở giữa khoảng cách không phải dài ngắn đến cân nhắc rồi đó là cách xa nhau một cái lại một cái không gian tại đây trong một chớp mắt lý thất giả dạ đã cùng võ phượng ảnh tầm đó tách rời một cái lại một cái không gian không gian thác vị đây là không thư, trong không gian khống chế một trong, tại đây nháy mắt lý thất dạ cùng võ phượng ảnh kéo ra xa không thể chạm khoảng cách. Phá, võ phượng ảnh điên cuồng hét lên một tiếng, long thương ngâm nga, chân long gào thét, tại đây nháy mắt liên tiếp, phanh, 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 nước vỡ thanh âm vang lên, võ phượng ảnh trong tay long thương đâm xuyên qua một cái lại một cái không gian. Nháy mắt đâm thẳng hướng lý thất dạ yết hầu. Nhưng là, lúc võ phượng ảnh đâm thủng một cái lại một cái không gian thời điểm, Lý thất dạ lại là tại mặt khác xa xôi không gian, nháy mắt long thương mũi thương cùng lý thất dạ cách nhau được quá xa xôi rồi. Đây là xem theo võ phượng ảnh như thế vô địch long thương đâm xuyên qua nhiều như vậy không gian cũng không làm bị thương lý thất dạ, nhưng rất nhiều người đều xem đến mắt choáng váng. Khống chế không gian có thế hệ trước đạo thiên chí tôn chứng kiến như vậy một mạng, thì thào nói, hắn thông thạo không gian chi thuật, nháy mắt cách ly cả hai tầm đó, Tuy nhiên vừa ý bắt đầu là đứng tại trước mắt, nhưng đã cách xa khoảng cách xa, cách nhau một cái thậm chí là mấy cái không gian, nếu như phá không được không gian, tự vĩnh viễn không gây thương tổn hắn. Long tường vạn giới, võ phượng ảnh điên cuồng hét lên một tiếng, trường thương trong tay nháy mắt hóa thành một đầu chân lông, nghe được, ô, một tiếng chân lông ngâm nga, chân lông nhảy không mà lên, nháy mắt nhanh nhẹn cái thế giới này, nháy mắt vượt qua một cái lại một cái không gian, tại đây vượt qua một cái lại một cái không gian về sau, nháy mắt đuổi theo lý thất dạ, dừng nanh múa vuốt hướng lý thất dạ đánh giết mà đi. Nhưng là, ngay tại chân long muốn đuổi đến bên trên lý thất dạ nháy mắt, hai bên tầm đó lại biến thành xa xôi không gì sánh được, hai bên tầm đó lại cách xa nhau một cái lại một cái khoảng cách. Long tường vạn giới, võ phượng ảnh gào thét, nàng cũng không tin tà, huyết khí điên cuồng mà bộc phát, nháy mắt vượt qua một cái lại một cái không gian, nàng ngự thương mà đi, nàng cũng không tin đuổi không kịp lý thất dạ trước mắt như vậy một màn thoạt nhìn mười phần quỷ dị, lý thất giả dạ cũng tốt, võ phượng ảnh cũng thế, hai người bọn họ thoạt nhìn như động cũng không có nhúc nhích đồng dạng. Giống như hai người đều đứng ở nơi đó đồng dạng, có thể chứng kiến đúng là võ phượng ảnh trong đó điên cuồng hét lên. Nếu như người không biết chuyện chứng kiến như vậy một màn, nhất định sẽ cho là bọn họ tầm đó có một người là điên rồi, chỉ có cường giả mới có thể chân chính nhìn ra được trong này ảo diệu. Tuy nhiên hai người bọn họ thoạt nhìn giống như liền một bước đều không có đi đi lại lại. Trên thực tế bọn hắn tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó đã là vượt qua một cái lại một cái thứ nguyên không gian. Trong này ảo diệu không phải kẻ yếu có thể nhìn ra được đấy. Võ phượng ảnh lại một lần nữa vượt qua không gian, nhưng là lại như cũ bị lý thất giả cách một cái lại một cái không gian, cho dù tốc độ của nàng mau nữa, đều yên nguyên đuổi không kịp lý thất giả. Liền coi ngươi là đem hết lực bú sữa mẹ khí, cũng không nhúc nhích được ta một sợi lông, nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ có điểm này bổn sự, còn là ngoan ngoãn về nhà bú sữa mẹ đi thôi, chút bổn sự ấy cũng không muốn chạy ra dương oai dịu võ rồi. Đứng tại một cái lại một cái thứ nguyên không gian bên ngoài, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Nắm giữ cái không thư, đầy đối với Lý Thất Dạ mà nói. Khống chế không gian đã là tùy tâm ứng tay sự tình, đối với hắn mà nói, nháy mắt vượt qua một cái lại một cái thứ nguyên không gian, đó là một bữa ăn sáng. Thả ngươi chó má, lúc này võ phượng ảnh một điểm thuộc nữ hình tượng đều không có, đương nhiên nàng là chưa từng có thuộc nữ qua, nàng kêu to nói, xú tiểu tử, chỉ biết đào tẩu tính toán cái gì bổn sự, có loại cũng đừng đào tẩu. Cùng bổn cô nương mặt đối mặt làm bên trên một hồi. Võ phượng ảnh nói như vậy nghe mười phần ám mùi, thậm chí nhường người có chút nghĩ bậy nghĩ bạ. Đương nhiên, lý thất dạ cũng không có đùa giỡn tốt võ phượng ảnh hắn cười nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, ta vốn là có gan, hơn nữa ta một mực đều đứng ở chỗ này, tại sao đào tẩu mà nói. Ngươi đuổi không kịp ta, chỉ có thể nói là ngươi quá yếu, ngay cả ta đều đuổi không kịp, nói chuyện gì chính diện giao phong. Ngươi, võ phượng ảnh bị lý thất dạ một câu như vậy lời nói tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, vốn muốn bảo nổi nàng cuối cùng lại sâu sâu hô hít một hơi, cả người dĩ nhiên là bình tĩnh trở lại. Ông, một thanh âm vang lên, tại đây trong một chớp mắt, võ phượng ảnh trong đôi mắt đẹp nháy mắt tóe ra hàng quang, từng sợi hàng quan mười phần lợi hại. Thậm chí là chói sáng, cái này từng sợi hàng quang hình như là thực chất đồng dạng, đâm vào người phát đau nhất. Tại đây trong một chớp mắt, võ phượng ảnh một đôi tú mục là gắt gao chầm chầm vào lý thất dạ, thật giống như là muốn tìm kiếm ra lý thất dạ sơ hở đồng dạng. Ông, một thanh âm vang lên, ở này thạch hỏa điện quan tầm đó, võ phượng ảnh xuất thủ, nhưng lúc này đây tốc độ của nàng không hề nhanh, trong tay nàng long thương chậm rãi nâng lên, hơn nữa đem làm nàng chậm rãi nâng lên long thương thời điểm, nàng long thương giống như có ức vạn cân nặng đồng dạng. Nhưng ngay tại võ phượng ảnh nâng lên ức vạn cân nặng long thương thời điểm, toàn bộ không gian thoáng cái biến thành kìm nén lại, tuy nhiên võ phượng ảnh cũng không có đập vùng không gian, nhưng toàn bộ không gian hào khí biến thành 10 phần ngưng trọng, liền không khí đều thoáng cái biến nặng, nhưng người cảm giác hô hấp đều khó khăn lên. Ông, từng tiếng không gian rung rẩy thanh âm vang lên, võ phượng ảnh long thương chậm rãi một vòng, Nàng long thương một vòng, nháy mắt đem ức vạn dặm không gian đều đã nhét vào tự mình long thương trong phạm vi. Tại long thương vòng nạp không gian nháy mắt, toàn bộ không gian nhộn nhạo, tựa hồ dưới long thương, toàn bộ không gian tự như biến thành sền sệt không gì sánh được. Nhưng người nửa bước khó đi, tại lúc này sền sệt trong không gian không muốn nói là bay vọt, liền dịch bước đều khó khăn lên. Ngươi còn không tính toán quá đần. Đứng tại thứ nguyên không gian bên trong, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cuối cùng là đã minh bạch không gian trấn áp cùng hóa lỏng, có thể vây khốn chủ không gian, ít nhất là có thể để cho ta không cách nào vượt qua thứ không gian, ngươi vậy cũng là thông suốt rồi. Phá, ngay tại Lý Thất Dạ lời nói còn không có rơi xuống nháy mắt, võ phượng ảnh nháy mắt ra thương, tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó, võ phượng ảnh một phát này là nhanh đến cực điểm. Nháy mắt đâm về lý thất dạ, thoáng cái đâm tới lý thất dạ yết hầu. Phanh một tiếng, lúc võ phượng ảnh một phát này đâm tới lý thất dạ yết hầu nháy mắt, đó mới nghe được không gian nghiền nát thanh âm, một phát này thật sự là quá là nhanh. Như vậy một thương nháy mắt đâm tới, cường đại trở lại đạo thiên chí tôn nhìn cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi, một phát này chi mãnh liệt, có thể tùy thời đâm thủng bất luận cái gì cường giả yết hầu rõ ràng một phát này không phải đâm về cổ họng của mình, tất cả mọi người cũng cảm giác mình yết hầu phát lạnh, có một loại đau đớn cảm giác. Cái này nhường rất nhiều người cũng không khỏi đánh một cái lạnh run, một phát này quá kinh khủng. Nhưng là một phát này yên nguyên không thể đâm thủng lý thất giả yết hầu, hình như là vô hình đại tay chặn một phát này đồng dạng, làm cho chút nào khó tiến vào, tại lý thất giả vô thượng ý chí phía dưới. Võ Phượng Ảnh Long thương căn bản là đâm không xuyên qua lý thất giả phòng ngự phanh một thanh âm vang lên tại đây trong một chớp mắt vô hình bàn tay lớn hình như là công lại bắn ra nghe được ken một thanh âm vang lên võ phượng ảnh trong tay long thương nháy mắt bị bắn ra võ phượng ảnh cả người bị chấn động đến liền lùi lại vào bước lúc này lý thất dạ cũng không hề khống chế không gian muốn nếu như đùa thật đấy chỉ bằng vào vô thượng ý chí là có thể đem võ phượng ảnh trấn áp xú tiểu tử phóng ngựa tới chúng ta đại chiến một hồi tuy nhiên bị chấn động đến liền lùi lại vào bước, nhưng võ phượng ảnh lại không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí có thể nói nàng là càng chiến càng hăng, hai mắt nhúc nhích nóng rực hào quang, có thể nói nàng là mười phần hiếu chiến. Một cái hiếu chiến mà hung mảnh tuyệt thế mỹ nữ, cái này thật đúng là quái thai, đây tuyệt đối là mười phần hiếm thấy. Có chút ý tứ. Lý thất già không khỏi nở nụ cười một chút, từ từ nói, bất quá, ngươi là quá không biết rõ trời cao đất rộng rồi, hôm nay ta tự cho ngươi mở mang kiến thức chân chính vô địch, chuẩn bị xong không có, cũng không nên trong lòng lưu lại cả đời không cách nào phai mờ bóng mờ. Có bản lãnh gì tự cho dù dùng đi, bổn cô nương sợ ngươi đúng là con chó nhỏ. Võ phượng ảnh cũng là mười phần bá khí, hư lạnh một tiếng nói ra. Vậy sao? Lý thất dạ không khỏi lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, từ từ nói, vậy cũng ngàn vạn đừng đái ra quần, không phải vậy các ngươi long thành uy danh tự ném đi được rồi thả ngươi chó má, võ phượng ảnh cuối cùng là một nữ hài tử, mắng, ngươi mới có thể đái ra quần. Bắt đầu rồi, lý thất dạ không để ý tới võ phượng ảnh tiếng mắng, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười một chút. Cho dù võ phượng ảnh nói chuyện hung mảnh, nhưng nàng không phải một cái khinh địch chi nhân, cũng không phải một cái vô tri thế hệ, cho nên tại đây nháy mắt, tiếng lông ngâm không dứt bên tai, trong tay nàng lông thương hóa thành một đầu chân lông, chiếm giữ tại bên cạnh của nàng, để phòng ngự tư thái thủ hộ lấy nàng lúc này võ phượng ảnh cũng là trang trọng trận mà đối đãi cùng đợi lý thất dạ ra tay